Đồ đệ xuống núi, vô địch thiên hạ, Diệp Bắc Minh. Tập 132. Khụ khụ, cái gì cơ? Diệp Bắc Minh suýt chút nữa phun ra một ngụm máu giả, lập tức trở nên bối rối. Khuôn mặt xinh đẹp của Bất Hủ Nhan ở một bên đỏ lên. Vội vàng dậm chân. Lão tổ, người đang nói cái gì vậy? Con và Diệp Bắc Minh không có quan hệ gì cả. Bất Hủ Nhan nói, liếc mắt nhìn Diệp Bắc Minh, trước đây con nói anh ta là người đàn ông của con chỉ là vì bảo vệ anh ta mà thôi. Tôi nói đúng không, Diệp công tử? Nhan nhi. Bất Hủ Cầm bất ngờ. Nhan cô nương nói đúng. Diệp Bắc Minh có chút buồn bực, đồng thời truyền âm, tiểu tháp, lẽ nào là tôi tự mình đa tình? Cô gái này không hề thích tôi chút nào. Hết lần này đến lần khác, cố ý phủ nhận quan hệ. Không thể không khiến Diệp Bắc Minh phải suy nghĩ nhiều hơn. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục cười lạnh, tiểu tử, cậu không hiểu phụ nữ. Lúc này, ha ha ha, Nhan nhi, cô và Diệp công tử lại không phải là một đôi. Vậy tình cảm rất tốt đấy. Một ông lão cảnh giới tế đạo cấp 3 cười lớn, đi tới trước mặt Diệp Bắc Minh, Diệp công tử, ta là Bất Hủ Công Minh, đến từ đỉnh thứ tư Bất Hủ Thương. Trong đỉnh của ta có rất nhiều cô gái xinh đẹp, ai nấy đều lanh lợi hoạt bát. Hơn nữa mông lại to, dễ sinh nở. Diệp công tử, cùng ta đến đỉnh thứ tư xem thử chứ. Mẹ kiếp, đỉnh thứ tư là cái gì? Huyết mạch của đỉnh thứ năm ta cũng không kém. Một ông lão mập tiến lên, đẩy Bất Hủ Công Minh ra xa. Ông ta mỉm cười với Diệp Bắc Minh và nói, Diệp công tử, ta là Bất Hủ Lôi Vân. Các cô gái ở đỉnh thứ năm đều xinh đẹp đến mức nghiêng nước nghiêng thành. Ta tuyên bố, từ nay trở đi, Diệp công tử sẽ là con rể của đỉnh thứ năm. Đỉnh thứ sáu cũng có các cô gái xinh đẹp. Mấy ông lão tranh giành nhau. Tất cả đều xông về phía Diệp Bắc Minh. Này, các người đang làm gì vậy? Bất Hủ Nhan bỗng nhiên gấp gáp, đứng ở trước mặt Diệp Bắc Minh, sợ Diệp Bắc Minh sẽ đồng ý. Nhan nhi, cô và Diệp công tử không phải chỉ là bạn bè bình thường thôi sao? Nhan nhi, cô không muốn Diệp công tử, chúng ta muốn. Ai, ai bảo ta không muốn? Bất Hủ Nhan cúi đầu, giọng nói nhỏ như kiến. Cái gì? Mọi người đều ngây ra. Biểu cảm của Diệp Bắc Minh cũng có chút quái dị. Đột nhiên, hỗn độn đế thể, Diệp Bắc Minh, ngươi là hỗn độn đế thể sao? Bất Hủ Chiến ở trong lòng kinh hãi hét lên, không thể nào. Làm sao ngươi có thể là hỗn độn đế thể được? Loại thể chất như vậy làm sao có thể tồn tại? Nó không thể tồn tại, càng không thể là ngươi. Là giả, tất cả đều là giả. Thần hồn của Bất Hủ Chiến dường như đã mất trí và phát điên. Ồn ào quá. Năm ngón tay Diệp Bắc Minh nắm chặt. Chiếc lồng lại co lại. Thần hồn của Bất Hủ Chiến bị hủy diệt. Giây tiếp theo. Ánh mắt Diệp Bắc Minh đảo qua, nhìn chằm chằm Bất Hủ Động Hư, bỏ qua chuyện Bất Hủ Chiến truy sát tôi đi. Nhưng Bất Hủ Khung đã phá hủy kiếm càn khôn trấn ngục của tôi, Bất Hủ tộc phải cho tôi một lời giải thích chứ. Bất Hủ Động Hư tối sầm mặt, bất lực gật đầu, Diệp công tử, cậu muốn lời giải thích như nào? Diệp Bắc Minh cười khẽ. Nghe nói khi Bất Hủ Đại Đế rèn ra kiếm Bất Hủ, vẫn còn sót lại một ít vật liệu chế tạo kiếm. Nếu Bất Hủ tộc chịu giao ra những vật liệu đó ra, mối ân oán giữa tôi và Bất Hủ tộc sẽ được xóa bỏ. Ngay khi lời nói đó vang lên, mọi người trong Bất Hủ tộc đều choáng váng. Thậm chí, một số người trợn tròn mắt. Nhìn Diệp Bắc Minh với vẻ mặt kỳ lạ. Bất Hủ Cầm cau mày, trong lòng thầm nghĩ, tiểu tử này cũng tham lam quá rồi, lại muốn lấy vật liệu làm kiếm Bất Hủ. Bất Hủ Động Hư cũng không nói gì. Nhất thời, toàn bộ đại điện trở nên yên tĩnh. Diệp Bắc Minh nghi hoặc, Giao Trì, ta hỏi vật liệu làm kiếm Bất Hủ như ngươi nói, tại sao bọn họ không phản ứng? Cô có chắc vật liệu làm kiếm Bất Hủ còn lợi hại hơn cả mẫu thạch hỗn độn không? Vốn hắn quyết định, sau khi lấy lại mẫu thạch hỗn độn, sẽ đúc lại thanh kiếm càn khôn trấn ngục. Nhưng Giao Trì lại nói với hắn rằng dùng vật liệu làm kiếm Bất Hủ có lẽ sẽ tốt hơn. Giao Trì trả lời, vớ vẩn, mẫu thạch hỗn độn có thể biến thành vạn vật, nhưng nó không phải là vật liệu rèn kiếm mạnh nhất. Tại sao? Diệp Bắc Minh thấy kỳ lạ. Nếu mẫu thạch hỗn độn có thể biến thành vạn vật, tại sao nó không phải là mạnh nhất? Bản thân điều này đã khá mâu thuẫn rồi. Giao Trì cười lạnh, nước có thể biến thành băng. Lực sát thương mạnh nhất của nước chính là nhấn chìm người. Sau khi hóa thành băng, nó có thể trở thành đao băng, kiếm băng giết người. Sắt là một loại kim loại. Nhưng nếu rèn thành gang, nó sẽ cứng hơn sắt gấp 10 lần.
Nếu nó được rèn thành tinh thép, tinh gang, huyền thép thì càng đáng sợ hơn. Bất hủ đế kim được mệnh danh là kim loại cứng nhất trên thế giới, kiếm bất hủ được làm từ nó có lực sát thương thiên hạ vô song. Sức mạnh của mẫu thạch hỗn độn là nó có thể biến thành vạn vật, nhưng nó không phải là thứ mạnh nhất. So với bất hủ đế kim, mẫu thạch hỗn độn không mạnh bằng. Nhưng mẫu thạch hỗn độn có thể biến thành bất hủ đế kim, hiểu không? Ánh mắt Diệp Bắc Minh lóe lên. Hiểu rồi. Lúc này, bất hủ động hư nói, Diệp công tử, cái này. E là hơi khó. Sao cơ, phá hủy đạo binh của tôi, lẽ nào bất hủ tộc muốn cứ thế mà bỏ qua chuyện này? Diệp Bắc Minh nheo mắt lại. Trong lòng bùng phát hàn ý. Bất hủ động hư lắc đầu, Diệp công tử, cậu hiểu lầm rồi. Sau khi rèn ra kiếm bất hủ, quả thực có một phần kim loại còn sót lại. Nhưng, những kim loại này đều bị phong ấn ở cấm địa của bất hủ tộc. Cấm địa của bất hủ tộc là nhà tù số 6. Trong lòng Diệp Bắc Minh khẽ động, tiếp tục hỏi, ở đâu? Bất hủ động hư cười nhạt, tầng 1, ở trong tổ điện của bất hủ tộc chúng tôi. Thế này đi, nếu Diệp công tử có thể vào tổ điện, tự mình tìm thấy kim loại của thanh kiếm bất hủ, Diệp công tử cứ lấy nó đi. Nếu Diệp công tử không tìm được, dừng một chút, ông ta lộ ra nụ cười giống như một con cáo giả, mẫu thạch hỗn độn và máu hỗn độn mà bất hủ chiến lấy đi sẽ thuộc về bất hủ tộc chúng tôi. Diệp Bắc Minh cười lạnh, bất hủ động hư, ông suy nghĩ thật thấu đáo. Bất hủ động hư nghiến răng, tiến lên một bước, Diệp công tử, mẫu thạch hỗn độn và máu hỗn độn có giá trị rất đáng sợ. Nhưng tổ điện của bất hủ tộc chúng tôi, không thể cho người ngoài tiến vào được. Tôi để Diệp công tử tiến vào, đã là nhượng bộ rất lớn rồi. Đây là một ván cược, và cũng là một cuộc giao dịch. Diệp công tử có đồng ý nắm lấy cơ hội này không? Nói xong, bất hủ động hư bình tĩnh nhìn Diệp Bắc Minh. Đồng ý. Diệp Bắc Minh gật đầu. Được. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Bất hủ động hư cười, tôi dẫn Diệp công tử đến cấm địa. Hai người lập tức bước ra khỏi đại điện. Đi thẳng đến quảng trường tiến vào cấm địa, trực tiếp mở ra một lối đi, Diệp công tử, sau khi vào đây, cậu sẽ được dịch chuyển trực tiếp đến bên ngoài tổ điện ở tầng 1. Xin mời. Bất hủ động hư đứng trước lối đi, làm tư thế mời. Diệp Bắc Minh không chút do dự bước vào trong đó. Lối đi đóng lại. Gương mặt già nua của bất hủ động hư trầm xuống, giơ tay ra. Quỳnh. Trên bầu trời sấm sét vang dội, hư không mở ra một cái lỗ. Lộ ra một bầu trời đầy sao. Một thanh thần kiếm cực kỳ cổ xưa, lơ lửng trên bầu trời đầy sao đó. Kiếm bất hủ. Kiếm uy bao trùm, toàn bộ bất hủ tộc rơi vào một vùng sát khí. Diệp Bắc Minh đã tiến vào tổ địa, mọi người nói, đợi khi hắn vừa bước ra, sẽ giết. Giọng nói của bất hủ động hư lạnh lùng, khuôn mặt già nua vô cùng u ám. Hoặc là, giữ lại. Vào khoảnh khắc bước ra khỏi thông đạo không gian. Một tòa kiến trúc cổ xưa hiện ra trước mặt. Cung điện trải dài bất tận, quy mô vô cùng khổng lồ, nhìn không thấy điểm cuối. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục lên tiếng, nhóc con, nơi này hẳn là tổ điện của tộc bất hủ. Các thanh niên của tộc bất hủ, đa số đã đến đây rồi. Xem ra, cuộc so tài trong tộc bất hủ sắp đi đến hồi kết. Đi, đi xem. Bóng dáng Diệp Bắc Minh nhoáng một cái đã đến trước một bức tường cung cao trăm trượng. Một cánh cổng bằng đồng đang mở hé, phía sau cánh cổng là một quảng trường rộng lớn, hàng chục nghìn người đã tập trung trên quảng trường. Cuối quảng trường là một ngôi thần điện. 10.000 bậc thang nối quảng trường với thần điện. Trên bậc thang, rất nhiều thanh niên của tộc bất hủ đang dốc sức leo lên. Rất rõ ràng, bọn họ đều đang nhắm đến ngôi thần điện kia. Lại là bậc thang nữa à? Chẳng lẽ mấy tên này không có tí sáng tạo nào à? Diệp Bắc Minh than phiền. Đôi mắt lóe sáng. Người đang ở chỗ bậc thang cao nhất là bất hủ Lộng Nguyệt, cô ta đã leo đến bậc hơn 9.000, mắt thấy sắp lên đến đỉnh. Bất hủ Trục Nhật rớt sau cô ta mười mấy bậc. Xuống tiếp nữa, bất hủ Bất Bại. Đang tụt sau hai người kia khoảng 50 bậc. Những thanh niên trẻ khác đều ở bậc 6-7.000, ba người này đang dẫn đầu một cách áp đảo. Diệp Bắc Minh ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm thần điện ở cuối bậc thang, thứ tôi muốn, chắc là ở trong đó. Nhóc con, cậu lại định leo bậc thang tiếp à? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục cười hỏi. Leo gì mà leo? Diệp Bắc Minh lắc đầu. Anh đã miễn nhiễm với thứ này từ lâu rồi. Anh bước tới chân bậc thang, gập chân lại, cả người dồn sức nhảy vọt lên.
Ầm. Quảng trường vang lên một tiếng nổ lớn, mọi người cảm giác có một bóng người lướt qua nhanh như chớp, rồi không thấy động tĩnh gì nữa. Vừa mới xảy ra chuyện gì vậy? Tôi nghe thấy một tiếng sấm, các anh có nghe thấy không? Nói nhảm, tôi có điếc đâu. Mọi người nghị luận. Đột nhiên. Kia là gì? Trên bậc thang, một người đàn ông hoảng sợ tột độ, chỉ vào cuối bậc thang. Mọi người ngẩng đầu lên nhìn, con người hung hăng co rút. Đù mé, có người leo lên đỉnh rồi. Mọi người hết sức kinh hãi. Nhìn sang ba người là Bất Hủ Lộng Nguyệt, Bất Hủ Trục Nhật, Bất Hủ Bất Bại, phát hiện bọn họ vẫn đang leo cầu thang, họ cũng đang cực kỳ khiếp sợ nhìn cuối bậc thang. Tên kia, ngươi là ai? Sao lại lên được đó? Bất Hủ Trục Nhật quát một tiếng. Bất Hủ Lộng Nguyệt nhíu chặt chân mày. Sao cảm giác cái bóng lưng này quen thế? Diệp Bắc Minh. Bất Hủ Bất Bại ở đằng sau vô thức hỏi ra một câu. Một giây sau, cái bóng dáng ở cuối bậc thang chậm rãi xoay người lại, đứng ở của tổ điện, như một thiên thần nhìn xuống phía dưới. Diệp Bắc Minh. Bất Hủ Trục Nhật sửng sốt. Anh, sao lại là anh? Biểu cảm của Bất Hủ Lộng Nguyệt cực kỳ đặc sắc. Sửng sốt, ngạc nhiên, không thể tin nổi, các loại cảm xúc chợt lướt qua trên khuôn mặt cô ta. Tên kia, chuyện này là sao? Sao anh lại lên được đó? Chẳng phải anh đã bị phế, và rời khỏi tổ địa rồi sao? Bất Hủ Trục Nhật trợn tròn mắt, rồi lại lắc đầu, không đúng, anh không phải Diệp Bắc Minh, anh là ai? Tôi không phải Diệp Bắc Minh, chẳng lẽ cậu là Diệp Bắc Minh? Diệp Bắc Minh bật cười. Sau đó, anh trực tiếp bỏ qua Bất Hủ Trục Nhật. Chuyển sang nhìn Bất Hủ Bất Bại. Tôi có mang quà cho anh này. Dứt lời. Anh vung tay lên, lồng giam dị hỏa ngưng tụ từ lửa phần thiên bay ra, bên trong đang nhốt thần hồn của Bất Hủ Thương. Bất Bại, mau chạy đi, con mau chạy đi, thực lực của tên này khủng bố lắm, con không phải đối thủ của cậu ta. Chạy, mau chạy đi. Cha. Vào khoảnh khắc trông thấy thần hồn của Bất Hủ Thương, Bất Hủ Bất Bại đỏ ngầu mắt. Anh ta gào lên căm phẫn, Diệp Bắc Minh, anh đã làm gì cha tôi? Mau thả cha tôi ra, không thì ông đây nhất định sẽ giết chết. Phụt, còn chưa nói hết câu. Diệp Bắc Minh nâng tay lên một chút. Một đạo kình khí cực kỳ khủng bố, bắn ra. Bất Hủ Bất Bại cúi đầu nhìn, kinh hoàng thấy vị trí đan điền của mình xuất hiện một lỗ thủng máu chảy đầm đìa. Diệp Bắc Minh chỉ dùng một ngón tay, đã phế luôn anh ta. Đây, mọi người xung quanh sợ ngây người. Bất Hủ Lộng Nguyệt trợn tròn mắt. Bất Hủ Trục Nhật hít một ngụm khí lạnh. Con trai, tiêu rồi, tiêu thật rồi, cha bảo con chạy đi mà, sao con không chạy hả? Bất Hủ Thương ở trong lồng giam hét lên một cách tuyệt vọng. Lúc này, Bất Hủ Bất Bại mới hoàn hồn, anh ta hoảng sợ quỳ bụp xuống một cái, Diệp công tử. Đừng giết tôi, cầu xin anh đừng giết tôi với anh vốn không thù không oán. Đều tại cái thằng ngu Bất Hủ Vấn Thiên kia, là nó chọc vào anh, rồi dẫn cả họa lên đầu tôi. Cầu xin anh cho tôi thêm một cơ hội nữa, tôi không muốn chết. Tôi thật sự không muốn chết. Bụp, 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 bụp. Bất Hủ Bất Bại quỳ trên bậc thang, điên cuồng dập đầu. Diệp Bắc Minh chỉ dùng một ngón tay. Chỉ dùng có một ngón tay. Trực tiếp đánh vỡ đan điền của anh ta. Làm anh ta còn không có cả cơ hội phản ứng, quá kinh khủng. Vào giờ phút này, toàn bộ niềm kiêu hãnh, tự tin của Bất Hủ Bất Bại đều tan vỡ, chỉ còn biết dập đầu xin tha mạng. Chán quá. Diệp Bắc Minh lắc đầu, tôi cứ tưởng anh sẽ phản kháng thêm chút nữa cơ. Một cái tát rơi xuống. Phù. Bất Hủ Bất Bại hóa thành huyết vụ ngay tại chỗ, thần hồn tan biến ngay tại chỗ. Năm ngón tay nắm lại, thần hồn Bất Hủ Thương trong lồng giam dị hỏa cũng bị tiêu diệt. Làm xong hết thảy, Diệp Bắc Minh quay người, trực tiếp đẩy cửa chính tổ điện tộc Bất Hủ ra, bước vào trong. Trên bậc thang bên ngoài tổ điện, yên lặng một cách đáng sợ. Diệp Bắc Minh đi vào rồi, anh ta đi vào rồi. Mau, không được để anh ta lấy đồ trong tổ điện đi. Bất Hủ Trục Nhật đỏ hồng mắt, điên cuồng leo lên bậc thang. Leo một phát mười mấy bậc. Ong! Một cỗ áp lực cực kỳ khủng bố đè xuống, anh ta hộc ra một ngụm máu, nằm sấp trên bậc thang. Rốt cuộc chuyện này là sao? Rốt cuộc tên này đã trải qua chuyện gì? Sao anh ta có thể leo một phát lên đỉnh như thế, áp lực ở đây ít chất cũng gấp 10.000 lần mà. Đi vào trong điện. Một bức tượng thanh niên cao 100 mét đứng sừng sững giữa đại điện. Xung quanh đèn đuốc sáng trưng, 99 cây cột vàng chạm hình rồng uốn lượn, đứng xung quanh.
Trên mỗi cây cột, đều khắc vô số đạo phù văn bằng những chữ giống như nòng nọc màu vàng. Kim Khoa Văn. Diệp Bắc Minh sửng sốt. Kim Khoa Văn là chữ viết riêng cho công pháp cấp đại đế, thế mà lại khác ở đây. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục kích động, nhóc con, má nó, đây không phải là hư không thuật đấy chứ. Hư không thuật. Mắt Diệp Bắc Minh sáng rực. Giọng Giao Chỉ vang lên, nhìn từ chữ viết, đây hẳn là hư không thuật do đại đế bất hủ để lại. Bổn đế hiểu rồi, đại đế bất hủ lưu lại hư không thuật ở tổ điện, chỉ có những người leo hết các bậc thang ở tổ điện trong thời gian quy định, mới có tư cách học hư không thuật. Bao nhiêu năm qua, chỉ có người của tộc bất hủ mới có tư cách vào đây. Cũng không cần lo hư không thuật sẽ bị lộ ra ngoài, nhưng đại đế bất hủ không ngờ là, người lại vào được đây. Nhóc con, còn đợi gì nữa? Ghi nhớ đi. Diệp Bắc Minh không chần chừ nữa, ghi nhớ từng phù văn trên 99 cột vàng bàn long. Ghi nhớ hết vào đầu. Cuối cùng, một bản phép tắc hư không có mấy vạn từ xuất hiện trong đầu. Phép tắc luân hồi kết hợp với phép tắc hư không, có thể giúp tôi có mặt ở bất cứ đâu trong chớp mắt. Diệp Bắc Minh kích động. Nếu tôi học được phép tắc hư không, há chẳng phải sẽ vô địch hơn à? Anh khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu cảm ngộ. Giao Chỉ nhắc nhở, Diệp Bắc Minh, người đi tìm thi thể của ta và bất hủ đế kim trước đi. Phép tắc hư không là phép tắc cấp đế, không phải cái có thể lĩnh ngộ ngay trong một chốc một lát được, ngươi. Còn chưa nói hết câu. Diệp Bắc Minh đã mở mắt ra, nở một nụ cười, phép tắc hư không tầng 1, lĩnh ngộ xong. Cái gì? Giao Chỉ kinh ngạc đờ cả người, nói lắp luôn rồi. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục kích động, đù mé. Nhóc con, thật hay giả vậy. Trước đây cậu có thể lĩnh ngộ công pháp võ đạo trong phút chốc đã là rất giỏi rồi. Về sau, thiên phú của cậu kém đi còn gì? Sao đột nhiên nhoáng cái đã lĩnh ngộ được phép tắc hư không vậy? Diệp Bắc Minh lắc đầu, tôi cũng không biết, tôi đọc thầm phép tắc hư không tầng 1 trong đầu một lần. Không cẩn thận lĩnh ngộ luôn. Giao Chỉ hơi ngây ngốc, không cẩn thận, lĩnh ngộ luôn. Diệp Bắc Minh, cậu thử thi triển một lần xem nào. Diệp Bắc Minh giơ tay kết quyết, thi triển phép tắc hư không. Không gian xung quanh, trở nên mơ hồ. Mọi thứ như dừng lại. Anh bước ra một bước, xuyên thẳng qua bức tượng của đại đế bất hủ, xuất hiện ở một phía khác của đại điện. Giao Chỉ kinh ngạc thốt lên, đi xuyên qua hư không, Diệp Bắc Minh, người thành công thật rồi. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục mừng rỡ, ha 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 ha, thiên tài mà bổn tháp quen đã trở lại rồi. Giao Chỉ vẫn khó mà tin được. Đây là phép tắc hư không cấp đại đế, thế mà Diệp Bắc Minh lại có thể lĩnh ngộ trong vòng một khắc đồng hồ. Chẳng lẽ cậu ấy có tư chất của đại đế thật? Cùng lúc đó, nguyên thủy chân giới, Trung Đại Lục. Trong một mật thất xa hoa. Trên cái bàn thờ cao, để một chiếc bình ngọc nho nhỏ. Bùm, một tiếng, cái bình nhỏ nổ tung, một tia huyết quang bắn ra. Ngưng tụ thành một đám huyết vụ, hóa thành một hư ảnh hình người. Ở trong góc mật thất, một lão giả kinh ngạc mở mắt ra, một tia thần hồn và máu mà con để lại, đã phải dùng đến rồi ư. Bất bại, bản thể của con, mất rồi à? Huyết vụ cuồn cuộn lên. Cuối cùng, hóa thành hình một thiếu niên chừng 16-17 tuổi. Hơi thở cực kỳ yếu ớt, cảnh giới cũng chỉ ở cảnh giới bản nguyên, gần như ngang với không có gì. Sư phụ, bản nguyên của con đã chết, thần hồn cũng bị diệt. Bị người ta giết chỉ với một ngón tay. Người thiếu niên chính là bất hủ bất bại. Lão giả nhíu mày, lần này con về tộc bất hủ, không phải là để tham gia cuộc so tài trong tông, mang bất hủ đế kim về à? Sao vậy, trong tộc con, có cảnh giới tế đạo hạ thủ với con hả? Không phải. Bất hủ bất bại lắc đầu, khuôn mặt non nớt cực kỳ u ám, là một thằng danh cảnh giới đại năng tầng 5. Cảnh giới đại năng tầng 5 ư, không thể nào. Lão giả kinh ngạc thốt lên, sau đó lắc đầu quả quyết, bất bại, con có thực lực ở cảnh giới đại đạo chi thượng tầng 9 đấy. Vi sư biết thực lực của con, nếu liều mạng, cảnh giới tế đạo tầng 1 có ra tay với con vẫn cầm cự được 10 hiệp. Chỉ một tên cảnh giới đại năng tầng 5, mà có thể giết con chỉ bằng một ngón tay. Con đừng lừa vi sư nữa, rốt cuộc chuyện này là sao? Bất hủ bất bại trầm mặt. Nhớ lại cảnh tượng vừa nãy. Trong lòng dâng lên một cỗ hàn ý. Sư phụ, những gì con nói đều là thật. Thằng đó tên là Diệp Bắc Minh, trong tay anh ta có mẫu thạch hỗn độn và máu hỗn độn, anh ta vốn đã bị thương nặng, đáng lẽ ra phải chết chắc rồi cơ. Nhưng đột nhiên anh ta lại chạy về,
kỳ lạ là thực lực của anh ta tăng lên gấp mấy chục lần. Bất Hủ Bất Bại cắn răng. Cái gì? Mẫu thạch hỗn độn. Máu hỗn độn. Trong lòng lão giả dâng lên sóng to gió lớn. Ông kích động đứng lên, bay đến trước người Bất Hủ Bất Bại. Nếu mà có người ở đây, chắc chắn sẽ bị giật mình. Từ phần eo trở xuống của lão giả, hoàn toàn biến mất. Chỉ còn có nửa thân trên trôi nổi trong không trung. Đồ Nhi, rốt cuộc chuyện là thế nào? Những gì con nói là thật sao? Tên nhóc mà con bảo, trong tay cậu ta có mẫu thạch hỗn độn và máu hỗn độn thật hả? Lão giả kích động hỏi. Sư phụ, những gì con nói chính xác 100%. Bất Hủ Bất Bại gật đầu. Giải thích xong mọi việc. Tốt, tốt quá rồi. Lão giả mặt đỏ tía tai vì kích động, lão phu tìm kiếm cả đời, gần như đã từ bỏ. Không ngờ vật này lại có thật. Đồ Nhi ngoan, nói cho vi sư biết, tên nhóc mà con bảo tên là gì. Anh ta tên là Diệp Bắc Minh. Suốt hai canh giờ, Diệp Bắc Minh gần như đã lục hết mọi thứ trong tổ điện. Thậm chí, đến cả tượng của Bất Hủ Đại Đế, anh cũng dùng thần hồn để thăm dò. Vẫn không có tin tức của Đế Thi và Bất Hủ Đế Kim. Phanh! Cửa điện bị đẩy ra. Bất Hủ Lộng Nguyệt đi vào đầu tiên, trông thấy Diệp Bắc Minh trong điện, cô ta hơi sửng sốt. Dụi mắt, xác định mình không nằm mơ. Sau khi ngẩn người mấy giây, bóng dáng thứ hai đi vào. Bất Hủ Trục Nhật. Bất Hủ Lộng Nguyệt nghi hoặc, Diệp. Diệp công tử, anh là Diệp Bắc Minh thật sao? Là tôi. Diệp Bắc Minh gật đầu. Bất Hủ Lộng Nguyệt quan sát Diệp Bắc Minh một khắc đồng hồ, mới không kìm được hỏi, Diệp công tử. Rốt cuộc anh đã trải qua chuyện gì vậy? Vết thương trên người anh đã khỏi hết rồi. Hơn nữa, tôi cảm giác anh của hiện giờ giống như một con rồng khổng lồ đang ngủ đông dưới vực sâu. Bất Hủ Trục Nhật trầm mặt, Diệp Bắc Minh, mấy hôm nay anh đã trải qua những gì vậy? Tôi cũng không nhìn thấu anh nữa. Diệp Bắc Minh lạnh nhạt đáp, anh không nhìn thấu tôi, chẳng phải rất bình thường à? Anh! Bất Hủ Trục Nhật nghẹn lời. Nhục quá! Giống như bị người ta tát một cái. Mặt đau rát đỏ bừng. Diệp Bắc Minh phớt lờ người này, anh nhìn sang Bất Hủ Lộng Nguyệt, phải rồi, Lộng Nguyệt cô nương, tôi muốn hỏi cô một việc. Anh nói đi. Bất Hủ Lộng Nguyệt gật đầu. Diệp Bắc Minh chỉ xung quanh, bên trong tòa đại điện này, trừ phép tắc hư không ra, không còn cái gì khác nữa à. Tôi vào đây là để mang Bất Hủ Đế Kim đi, nhưng trước mắt đang gặp phải chút rắc rối. Bất Hủ Lộng Nguyệt ngẩn ra. Không ngờ Diệp Bắc Minh lại biết. Những chữ khác trên cột trụ bàn long vàng này là phép tắc hư không hả? Nhưng dù biết thì sao chứ, chẳng lẽ anh ta có thể nhớ được số kim khoa văn này chắc? Phải biết rằng, bình thường các đệ tử tộc Bất Hủ vào đây, cùng lắm chỉ nhớ được một nửa. Nhớ được một nửa. Không phải vì đệ tử tộc Bất Hủ không đủ thông minh. Mà là sau khi ghi nhớ kim khoa văn, nó sẽ chủ động biến mất khỏi trí nhớ. Thông thường. Các đệ tử của tộc Bất Hủ đi vào 3 lần mới nhớ được phần lớn phép tắc hư không. Người có thể nhớ được toàn bộ là cực kỳ hiếm. Càng đừng nói đến chuyện tu luyện, người bình thường tu luyện đến tầng 5 tầng 6 đã là thiên tài rồi. Từ tầng 6 trở lên, mỗi tầng đều khó như lên trời. Ha ha, Diệp công tử, cái anh nói là nội điện của tổ điện đúng không? Nội điện phải có chìa khóa mới mở được, anh không có chìa khóa, đương nhiên không vào được rồi. Bất Hủ Lộng Nguyệt buồn cười. Chìa khóa ư? Diệp Bắc Minh nghi hoặc. Bất Hủ Lộng Nguyệt gật đầu, đi đến trước bức tượng của Bất Hủ Đại Đế. Vung tay lên, lấy ra một tấm ngọc bài, đó chính là thẻ bài thân phận của tộc Bất Hủ. Mặt trên ghi lại số điểm của Bất Hủ Lộng Nguyệt, 180.000 điểm, đứng đầu toàn trường. Chỉ thấy, Bất Hủ Lộng Nguyệt đặt thẻ bài thân phận lên một viên gạch dưới đất. Ong! Hư không trong điện chấn động, nứt ra một cánh cửa không gian, đây là nội điện của tổ điện. Sau khi đi vào, còn chưa nói hết câu, giọng Giao Trì đã kích động vang lên trong đầu, Diệp Bắc Minh, ở ngay trong này đấy. Bổn đế cảm nhận được rồi. Thân thể của bổn đế, thân thể, ở ngay trong này, mau vào đi. Diệp Bắc Minh lao ra, nhảy vào cửa không gian. Diệp công tử, anh nghe tôi nói hết đã. Bất Hủ Lộng Nguyệt sốt ruột, đang định nói. Bất Hủ Trục Nhật ở bên cạnh ngắt lời cô ta, chị Lộng Nguyệt, anh ta tự tìm đường chết. Chị nhắc nhở anh ta làm gì? Tên nhóc nóng nảy này đã vào trong rồi à? Khóe miệng, nhếch lên một nụ cười lạnh băng. Giờ phút này, Diệp Bắc Minh đã đứng trong cánh cửa không gian. Trong phút chốc, một cỗ lực lượng hư không cực kỳ mạnh mẽ ập đến, không
không gian bị bóp méo. Dường như muốn xé nát kẻ xâm nhập này ngay tại chỗ. Người không biết phép tắc hư không, không có tư cách đi vào nội bộ tổ điện. Nếu không sẽ bị lực lượng phép tắc do tổ tiên bất hủ đại đế để lại giết chết. Bất hủ lộng nguyệt khẽ nói. Tiếc là, tất cả đã muộn. Sức mạnh hư không đó đã hoàn toàn khóa chặt Diệp Bắc Minh. Lúc này, Diệp Bắc Minh giống như một chiếc lá, bị khóa chặt ở sâu trong cơn bão cấp 20. Khoảnh khắc hắn sắp bị xé nát. Pháp tắc hư không? Diệp Bắc Minh hét lên một tiếng. Bass! Một cảnh tượng khó tin xuất hiện, sức mạnh hư không vừa ngưng tụ lúc trước đột nhiên sụp đổ. Hóa thành một lối đi, để Diệp Bắc Minh đi qua. Pháp tắc hư không? Làm sao có thể? Bất hủ lộng nguyệt và bất hủ trục nhật đồng thời hét lên. Tiểu tử họ Diệp, ngươi lại dám học lỏm thuật hư không của bất hủ tộc ta. Ngươi thật to gan, bất hủ trục nhật tức giận, trong mắt hiện lên lửa giận đùng đùng. Giây tiếp theo, anh ta đột nhiên nhận ra. Ta biết rồi, nhất định là bất hủ nhan. Cô ta lại lén lút truyền thuật hư không cho ngươi. Diệp Bắc Minh đã xuyên qua lối đi không gian, đứng trong điện vũ cực kỳ rộng lớn, ta mà cần học lỏm sao. Thuật hư không khắc trên cây cột số 99 bên ngoài điện. Không phải rõ ràng là bày ra đấy cho ta học hay sao? Thế cũng gọi là học lỏm à? Bất hủ lộng nguyệt nghe thấy điều này, đột nhiên sững sờ. Bất hủ trục nhật hai mắt gần như muốn rớt ra ngoài, nói, ý của ngươi là? Đây là lần đầu tiên ngươi nhìn thấy tâm pháp thuật hư không? Làm sao có thể? Ngươi đến trước chúng ta nhiều nhất chỉ hơn một canh giờ, lại lĩnh ngộ được pháp tắc hư không? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Trong một giờ... Đến pháp tắc hư không cấp một người còn không nhớ được, đừng nói là học được. Bất hủ trục nhật liên tục lắc đầu, căn bản không hề tin. Cuối cùng, anh ta hét lên, tiểu tử họ Diệp kia, người nhất định phải cho ta một lời giải thích. Diệp Bắc Minh trực tiếp cười nói, Diệp Bắc Minh ta làm việc còn cần phải giải thích sao? Còn ngươi vừa rồi rốt cục là sủa cái gì đấy? Ánh mắt hắn trở nên lạnh lùng, ta nhớ vừa rồi, hình như ngươi rất muốn ta chết phải không? Vừa dứt lời, Diệp Bắc Minh trực tiếp ra tay. Sử dụng thuật hư không, duỗi một tay ra, ở đầu năm ngón tay, năm con huyết long màu đỏ đến ngả đen lao ra, hướng thẳng về phía bất hủ trục nhật. Ngươi muốn làm gì? Bất hủ trục nhật giơ tay tóm lấy, một bản sao của kiếm bất hủ xuất hiện trong không trung. Chém! Một kiếm bùng phát, kiếm khí mạnh mẽ chém về phía năm con huyết long. Khi kiếm khí chạm vào người huyết long, lại phát ra âm thanh kim loại va vào nhau, như thể huyết long được làm bằng thép. Binh một tiếng, kiếm khí lập tức tan rã. Năm con huyết long không ngừng lao xuống, trong mắt bất hủ trục nhật lóe lên một tia kinh hãi. Những con huyết long giữ chặt tứ chi và cổ anh ta, hướng về phía Diệp Bắc Minh. Binh! Dày hồi lực đạp xuống một cái. Đá thật mạnh vào bụng bất hủ trục nhật. Phụt! Nội tạng của anh ta gần như nổ tung, phun ra một ngụm máu tươi, điên cuồng gầm lên. Diệp Bắc Minh, sao ngươi dám làm như vậy với ta? Ngươi biết ta là ai không? Ta là thiếu đỉnh chủ của đỉnh thứ hai đấy. Ta chính là đang đánh thiếu đỉnh chủ. Diệp Bắc Minh lại tung ra một cú đá nữa. Trực tiếp đá vào miệng bất hủ trục nhật. Rắc rắc, cằm anh ta nổ tung, mười mấy chiếc răng đẫm máu bay ra. Bất hủ lộng nguyệt đứng ngây ra tại chỗ, vô cùng sửng sốt. Mạnh quá! A, Diệp Bắc Minh, sao ngươi dám làm như vậy? Binh! Diệp Bắc Minh lại tung ra một cú đá nữa, trực tiếp đánh cho bất hủ trục nhật không nói ra được nửa câu sau, nếu không phải nể mặt nhan cô nương, chỉ dựa vào mấy lời ngươi vừa nói, ngươi đã là một cỗ thi thể thôi, biết không? Ngươi! Ngươi cái gì mà ngươi? Diệp Bắc Minh lớn tiếng quát, quỳ xuống cho ta, nếu ngươi dám nói thêm một tiếng, ta sẽ khiến ngươi hồn bay phách tán. Bất hủ trục nhật mở miệng, nhưng không có âm thanh nào phát ra. Thục một tiếng. Thực sự quỳ trên mặt đất. Trục nhật. Bất hủ lộng nguyệt che miệng, kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mặt. Bất hủ trục nhật lại chọn quỳ xuống. Cô ta làm sao biết được? Khi Diệp Bắc Minh nói ra những lời này, trong lòng hắn đã sớm ngưng tụ sát ý ngập trời. Diệp Bắc Minh đi theo đạo tàn sát, đối với việc vận dụng sát ý đã sớm là xuất quỷ nhập thần rồi. Bất hủ lộng nguyệt hoàn toàn không cảm nhận được. Còn bất hủ trục nhật. Khoảnh khắc vừa rồi giống như rơi vào 18 tầng địa ngục. Thanh niên trước mặt giống như thần chết dáng thế. Bất hủ trục nhật hoàn toàn bị nỗi sợ hãi chiếm giữ. Anh ta có một loại trực giác, nếu dám phát ra một chút âm thanh, còn không quỳ xuống,
thật sự sẽ bị Diệp Bắc Minh giết chết. Diệp Bắc Minh cũng lười để ý tới anh ta nữa. Xoay người, xuyên qua một cánh cửa lớn. Thân ảnh biến mất. Bất Hủ Lộng Nguyệt bước tới, Trục Nhật, còn quỳ đấy làm gì? Diệp công tử đã đi rồi, mau đứng dậy đi. Không, không. Bất Hủ Trục Nhật điên cuồng lắc đầu. Trong mắt anh ta hiện lên vẻ sợ hãi, rõ ràng là bị dọa chết khiếp rồi, nếu em đứng dậy, hắn sẽ giết em. Không được, em không thể đứng dậy. Bất Hủ Lộng Nguyệt choáng váng. Bất Hủ Trục Nhật vừa trải qua chuyện gì mà lại hoảng sợ như vậy? Đừng lo lắng, chị sẽ đi cầu xin Diệp công tử. Bất Hủ Lộng Nguyệt cau mày, xuyên qua cánh cửa lớn phía trước. Lúc này, Diệp Bắc Minh đang đứng trong một quảng trường hình tròn cực kỳ rộng lớn. Xung quanh quảng trường có một bức tường hình tròn trông như ống khói, hướng thẳng lên trên. Mỗi tầng có hàng ngàn cánh cửa lớn, bị một sức mạnh hư không khóa lại, tỏa ra ánh sáng màu tím. Đây là cái gì? Diệp Bắc Minh nhìn xung quanh, ngẩng đầu nhìn lên, tòa kiến trúc hình tròn này là vô tận. Không nhìn thấy phía bên kia. Có lẽ có hơn một vạn tầng. Mỗi tầng có hàng nghìn cánh cửa lớn. Không phải có hàng chục triệu cánh cửa lớn đấy chứ. Diệp Bắc Minh cau mày, lẽ nào phải chọn đúng cửa mới có thể tiến vào nơi sâu nhất. Giao Trì nói, Diệp Bắc Minh, bổn đế cảm giác được. Không gian phía sau những cánh cửa này không lớn, chỉ khoảng 10 mét vuông. Nhưng đằng sau mỗi cánh cửa đều có một bảo vật. Cái gì? Diệp Bắc Minh kinh ngạc, lẽ nào là bảo ta chọn bảo bối sao? Diệp công tử, anh đoán đúng rồi. Đột nhiên, Bất Hủ Lộng Nguyệt xuất hiện ở phía sau hắn. Quay đầu lại nhìn. Cô ta nở nụ cười, chỉ cần học được pháp tắc hư không, và tiến vào nội điện ở tầng 1. Đều có tư cách chọn một cánh cửa hư không để mở ra, và có được bảo vật sau cánh cửa đó. Đồng thời, người đạt được điểm tích lũy trong tay, 1.000 điểm, có thể được mở thêm một lần cánh cửa hư không. Diệp Bắc Minh chợt hiểu ra, bốc thưởng sao? Học được thuật hư không, có thể được bốc thưởng một lần. Tham gia cuộc so tài tông tộc, đạt được 1.000 điểm, có thể được bốc thưởng một lần nữa. Diệp công tử, anh nói gì vậy? Bất Hủ Lộng Nguyệt có chút nghi hoặc. Diệp Bắc Minh lắc đầu, không có gì. Lộng Nguyệt cô nương, ta muốn hỏi thêm một câu, Bất Hủ Đế Kim có nằm trong phần thưởng này không? Vẻ mặt của Bất Hủ Lộng Nguyệt có chút kỳ lạ. Nhưng, cô thành thật gật đầu, không giấu giếm nói. Trước đây quả thực có người chọn được Bất Hủ Đế Kim. Chỉ có một mảnh như hạt dưa, căn bản không thể luyện chế thành binh khí được. Tuy nhiên, nếu cho Bất Hủ Đế Kim vào binh khí của mình, thực sự có thể tăng rất nhiều khả năng sát thương của binh khí. Khóe miệng Diệp Bắc Minh hiện lên một nụ cười. Một mảnh như hạt dưa. Với hắn thế là đủ rồi. Hắn còn có trong tay rất nhiều mẫu thạch hỗn độn, có thể diễn hóa thành rất nhiều Bất Hủ Đế Kim. Nhìn thấy Diệp Bắc Minh mỉm cười không nói gì. Bất Hủ Lộng Nguyệt nói thêm, Diệp công tử, khả năng này quá nhỏ. Từ xưa đến nay, ít nhất có hơn chục triệu người Bất Hủ tộc đã tiến vào nơi này. Chỉ có hơn chục người may mắn lấy được Bất Hủ Đế Kim mà thôi. Cô vừa nói vừa lắc đầu. Giao Trì, cho cô một cơ hội, tìm ra vị trí của Bất Hủ Đế Kim, Diệp Bắc Minh nói. Diệp công tử, anh vừa nói gì? Giao Trì gì vậy? Bất Hủ Lộng Nguyệt cảm thấy hồ đồ rồi. Ở đây chỉ có hai người bọn họ, làm gì có Giao Trì nào. Giao Trì truyền âm, Diệp Bắc Minh, người đúng thật không biết khách sáo. Diệp Bắc Minh cười nói, thân là đại đế mà cô không tìm được sao. Bổn đế không tìm được, đùa à. Giao Trì kiêu ngạo nói, tầng 765, tính từ trái sang phải, cửa thứ 371. Tốt. Diệp Bắc Minh dậm chân, nhảy lên không trung. Phút một cái, hắn bay thẳng lên tầng 765, cửa thứ 371 mà Giao Trì nói. Hắn giơ tay tóm lấy, chính là ngươi rồi, mở ra. Quỳnh, cánh cửa hư không phía trước mở ra. Một luồng ánh sáng lạnh thấu xương quét thẳng tới cổ Diệp Bắc Minh. Phía sau cánh cửa hư không, một mảnh kim loại cỡ hạt đậu bay ra, hóa thành một mảnh cực kỳ sắc bén. Bất Hủ Đế Kim, làm sao có thể, làm sao hắn tìm ra được. Đôi chân xinh đẹp của Bất Hủ Lộng Nguyệt run lên, cô gần như ngã xuống đất, trên gương mặt xinh đẹp hiện lên vẻ khó tin. Diệp Bắc Minh vừa mới nói muốn Bất Hủ Đế Kim, liền lập tức lấy được. Trên đời thật sự có sự trùng hợp như vậy sao? Đây chính là Bất Hủ Đế Kim sao? Lực sát thương thật mạnh. Diệp Bắc Minh nheo mắt lại. Hắn không những không lùi bước. Ngược lại hắn lao tới,
giơ tay trực tiếp nắm lấy lưỡi sắc đó. Xoẹt. Lòng bàn tay Diệp Bắc Minh bị cắt, máu tươi phun ra. Mạnh quá, hỗn độn đế thể của ta lại vẫn bị thương. Bất hủ đế kim quả nhiên là bất hủ. Diệp Bắc Minh chẳng những không tức giận, ngược lại ánh mắt càng ngày càng sáng rực. Ở lại cho ta. Xà xuống như một ngôi sao băng. Bất hủ đế kim như có ý thức riêng, bay về phía cửa lớn. Nhìn thấy nó sắp lao ra cửa, Diệp Bắc Minh cười lạnh nói, cửa hư không, mở ra cho ta. Giơ tay lên và vuốt nó trong không trung. Uỳnh. Một cánh cửa không gian mở ra, bất hủ đế kim vừa hay lao vào đó. Giây tiếp theo. Trước mặt Diệp Bắc Minh, một cánh cửa không gian khác mở ra, bất hủ đế kim từ trong đó lao ra. Tìm cơ hội phù hợp, năm ngón tay bấu lại. Uỳnh uỳnh. Bất hủ đế kim rơi vào tay hắn, giãy giụa một cách điên cuồng, một mảnh kim loại to bằng hạt đậu lại đáng sợ như một ngọn núi. Cổng hư không, hắn vừa thi triển cổng hư không phải không? So với việc Diệp Bắc Minh tóm được bất hủ đế kim. Bất hủ lộng nguyệt càng kinh ngạc hơn khi thấy Diệp Bắc Minh lại sử dụng cổng hư không. Đây là pháp tắc hư không, thần thông cấp 2. Hắn làm sao lĩnh ngộ được? Lẽ nào hắn thật sự vừa học được thuật hư không đã lập tức lĩnh ngộ được cấp 2? Bất hủ lộng nguyệt không thể chấp nhận. Nếu là thật thì sẽ phá vỡ kỷ lục của bất hủ tộc. Diệp công tử, anh thực sự vừa mới học được pháp tắc hư không sao? Diệp Bắc Minh liếc cô một cái, không thì sao? A! À, bất hủ lộng nguyệt hét lên, đôi chân mềm nhũn vì sợ. Ngồi phịch xuống đất. Thiên tài số 1 của bất hủ tộc hoàn toàn bị dọa toát mồ hôi lạnh, kinh hãi nhìn Diệp Bắc Minh, Diệp công tử, anh không đùa đấy chứ? Anh nhìn thấy tâm pháp của pháp tắc hư không mới chưa đầy 2 canh giờ phải không? Đây chính là cấp 2 rồi. Vậy thì không phải. Diệp Bắc Minh lắc đầu. Phù! Bất hủ lộng nguyệt thở phào nhẹ nhõm, gật đầu, quả nhiên, Diệp công tử, anh đã nhìn thấy tâm pháp của pháp tắc hư không trước rồi phải không? Đúng là Nhan Nhi nói với anh phải không? Ý của ta là, pháp tắc hư không của ta đã lĩnh ngộ đến cấp 3 rồi. Lời nói của Diệp Bắc Minh khiến mọi người kinh ngạc. Hả? Bất hủ lộng nguyệt bị dọa cho ngây ra rồi. Đột nhiên, cô dường như lại nghĩ đến điều gì đó, Diệp công tử, anh vừa nhắc đến hỗn độn đế thể của anh. Anh đã ngưng tụ được hỗn độn đế thể sao? Diệp Bắc Minh nhả ra một chữ, đúng. Hả? Bất hủ lộng nguyệt sắp điên rồi. Chỉ đứng đó, như thể bị hóa đá. Há hốc miệng, đồng tử không ngừng co lại, bóng dáng Diệp Bắc Minh phản chiếu vào sâu trong đôi mắt đẹp của cô. Diệp Bắc Minh không để ý tới sự kinh ngạc của cô, giơ tay lên nắm lấy. Một viên mẫu thạch hỗn độn dài hơn 3 thước, dài như một thanh kiếm xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Ở đầu ngón tay, bất hủ đế kim có kích thước bằng hạt đậu đã chìm trong mẫu thạch hỗn độn. Bass, năng lượng hỗn độn cuộn tròn, mẫu thạch hỗn độn xảy ra những thay đổi kinh thiên động địa. Nó thực sự đã hoàn toàn biến thành bất hủ đế kim. Trời ơi, bất hủ đế kim, nguyên một khối bất hủ đế kim, hoàn toàn đủ để rèn ra một thanh kiếm. Bất hủ lộng nguyệt hoàn toàn tê liệt. Hôm nay, sự kinh ngạc mà Diệp Bắc Minh mang đến cho cô quá lớn. Trong phút chốc, một luồng khí tức cực kỳ sắc bén quét qua toàn bộ không gian, thẳng tới cổ Diệp Bắc Minh. Hừ, là ta đã tạo ra ngươi, ngươi còn dám ra tay với ta. Diệp Bắc Minh hừ lạnh một tiếng. Không hề có ý né tránh, hắn giơ tay tóm lấy bất hủ đế kim. Uỳnh, một tiếng kim loại rung chuyển bùng phát, Diệp Bắc Minh cảm giác được trong miệng một cơn đau đớn. Máu tươi chảy ra. Không hổ là kim loại có sức sát thương mạnh nhất thế giới, đủ mạnh. Ta thích, Diệp Bắc Minh cười lớn, tay còn lại nắm lấy bất hủ đế kim. Bất hủ đế kim không ngừng rung chuyển, khí tức kinh khủng bộc phát. Diệp Bắc Minh bỏ qua tất cả, ngừng tụ toàn bộ sức mạnh trong cơ thể, ép về phía khối bất hủ đế kim. Nửa canh giờ trôi qua. Bất hủ đế kim cuối cùng cũng bình tĩnh lại, để cho Diệp Bắc Minh cầm lấy, không phản kháng nữa. Diệp Bắc Minh giơ tay lấy ra một cây chùy phá thiên. Minh khí tế đạo. Vũ khí bản mệnh của Bàng Vân. Keng, 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 keng. Chùy phá thiên không ngừng giáng xuống, đập vào bất hủ đế kim. Diệp Bắc Minh, ngươi đang làm gì? Tất nhiên là rèn kiếm rồi. Hình dáng hiện tại của bất hủ đế kim giống như một cây thước bản rộng, không có chút hình dạng thanh kiếm nào cả. Tôi phải bỏ thêm sức để rèn nó thành hình dạng của kiếm càn khôn chấn ngục, con người tôi thích hoài niệm. Diệp Bắc Minh thuận miệng giải thích một câu. Keng, keng. Keng,
Trùy phá thiên không ngừng giáng xuống. Giao Chỉ không nói nên lời, Diệp Bắc Minh, ngươi đừng làm chuyện vô dụng nữa. Đây là kim loại cấp đế, trùy phá thiên của ngươi không căn bản không thể làm gì nó. Thậm chí, bản thân có thể sẽ. Còn chưa nói hết câu. Rắc rắc, một tiếng vang lên, trùy phá thiên nổ tung ngay tại chỗ. Trực tiếp vỡ thành vô số mảnh. Sẽ vỡ. Khóe miệng Diệp Bắc Minh giật giật, Giao Trì, sao cô không nói sớm? 2. Giao Trì thở dài, thầm phàn nàn trong lòng, đồ ngốc này. Diệp Bắc Minh lắc đầu, bỏ đi, vỡ thì vỡ thôi, sau này giết thêm vài cảnh giới tế đạo nữa, vẫn có thể tiếp tục đạt được. Đúng rồi, tôi phải làm thế nào mới có thể rèn bất hủ đế kim thành kiếm? Giao Chỉ buộc mình phải quên đi sự thật rằng Diệp Bắc Minh là một kẻ ngốc, nói, binh khí đại đế căn bản không phải dùng vật chất bên ngoài tạo thành, mà là dùng ý niệm. Ý niệm? Diệp Bắc Minh nghi hoặc. Giao Chỉ nói, đúng vậy, ý niệm, binh khí đại đế, chỉ có tiến vào cảnh giới đại đế mới có thể dùng ý niệm tạo thành. Ngươi không có cảnh giới này, căn bản không thể cộng hưởng được với bất hủ đế kim, trên đời không có thứ gì có thể rèn nó thành kiếm. Dù sao thì nó cũng gần giống như một thanh kiếm rồi, ngươi cứ coi nó là kiếm mà dùng là được. Diệp Bắc Minh cúi đầu. Lông mày hắn hơi nhíu lại. Bất hủ đế kim trong tay hắn khẽ kêu leng keng, không giống một thanh kiếm chút nào mà giống một cây thước hơn. Giao Trì, nói cho tôi biết, dùng ý niệm tạo thành là như thế nào? Hừ. Giao Trì cực kỳ kiêu ngạo, hừ lạnh một tiếng, tiểu tử, ngươi đừng nghĩ tới nữa. Đây căn bản không phải là việc ngươi có thể làm được. Như ngươi vừa thấy, bất hủ đế kim có ý thức của nó. Bất kỳ kim loại nào có thể tạo ra binh khí đại đế đều có ý thức riêng. Chỉ có người ở cảnh giới đại đế mới có thể giao tiếp với kim loại cấp đế. Có thể dùng ý niệm, tạp thành binh khí của mình theo suy nghĩ trong lòng. Với cảnh giới hiện tại của ngươi, căn bản không xứng. Còn chưa nói hết câu. Giao Chỉ có chút nghi hoặc, Diệp Bắc Minh, ngươi đang làm gì vậy? Diệp Bắc Minh trả lời, ồ. Không phải cô nói phải dùng ý niệm để giao tiếp với bất hủ đế kim sao? Tôi sẽ thử xem. Chỉ thấy. Diệp Bắc Minh cầm bất hủ đế kim trong tay, nhắm mắt lại. Bất hủ đế kim trong tay hắn, khẽ kêu leng keng. Hình dạng cây thước ban đầu đang dần thay đổi. Phôi thai của một thanh kiếm cổ đang dần thành hình. Trời ơi, ngươi, làm sao có thể, bất hủ đế kim công nhận ý chí của ngươi. Nữ đế Giao Chỉ hoàn toàn hoảng loạn rồi. Nặng nề nuốt nước bọt, tháp càn khôn chấn ngục, bây giờ ta tin rằng ngươi nói tiểu tử này là thiên tài là thật rồi. Ai đang nói vậy? Trong ánh mắt ngạc nhiên và nghi hoặc của bất hủ lộng nguyệt. Bất hủ đế kim hóa thành hình dáng sơ bộ của kiếm càn khôn chấn ngục, rất thô ráp, trông giống như một sản phẩm mới xong một nửa vậy. Sau đó, Diệp Bắc Minh lại cố gắng giao tiếp với bất hủ đế kim, nhưng bất kể dùng cách gì, bất hủ đế kim cứ như đã định hình hoàn toàn rồi vậy. Không nhúc nhích tí nào. Chuyện gì thế này, sao lại dừng lại rồi? Diệp Bắc Minh nghỉ hoặc. Giọng Giao Chỉ vang lên, Diệp Bắc Minh, thế là tốt lắm rồi. Dù có là đại đế, cũng không thể rèn luôn ra một thanh binh khí đại đế, việc này cần trải qua vô số lần mài luyện. Cậu mới làm lần đầu đã tạo ra kiếm phôi, thế là đã thành công bước đầu. Diệp Bắc Minh nhíu mày, hơi thất vọng. Mặc dù bất hủ đế kim đã có hình dáng của kiếm càn khôn chấn ngục, nhưng còn kém xa. Giống như một bán thành phẩm, chỉ với một ý nghĩ, mảnh vỡ của kiếm di càn khôn chấn ngục đã xuất hiện trước mặt. Diệp Bắc Minh cầm thanh kiếm gấy chỉ còn lại 1/3, nghiêm giọng nói, kiếm hồn, ra đây. Chủ nhân, anh tìm tôi à? Nửa đoạn kiếm càn khôn chấn ngục rung lên. Một bóng dáng mờ ảo bay ra từ trong kiếm, rồi hóa thành hình dáng một thiếu nữ 12-13 tuổi. Chính là kiếm hồn của kiếm càn khôn chấn ngục. Sau khi kiếm càn khôn chấn ngục gãy, kiếm hồn cũng bị thương, nhưng may mà chưa tan biến. Diệp Bắc Minh nói, đây là cơ thể mới của cô, vào đi. Thật sao, chủ nhân? Thân là kiếm hồn, vừa nhìn một cái liền biết chất liệu của kiếm phôi này phi phàm. Đừng nói nhảm nữa, vào đi. Vâng. Kiếm hồn nhảy vào kiếm phôi, bỏ lại kiếm càn khôn chấn ngục bị gãy, hào quang quanh kiếm ảm đam đi. Diệp Bắc Minh thu lại mảnh kiếm gãy chỉ bằng một ý nghĩ. Chủ nhân, cơ thể này hợp với tôi quái. Hơn nữa, chủ nhân à, tôi có thể cảm nhận được cỗ cơ thể này cực kỳ cường đại, tựa như nó là một loại kim loại rất lợi hại. Kiếm hồn kích động nói. Diệp Bắc Minh gật đầu, thanh
thanh kiếm này được rèn từ bất tử đế kim, tuy chỉ là một kiếm phôi, nhưng đời này tôi nhất định sẽ khiến nó thành hình. Hoàn chỉnh. Giao Chỉ cười lạnh một tiếng, Diệp Bắc Minh, không phải bổn đế đả kích cậu đâu. Cậu có biết núp một thanh binh khí đại đế, có nghĩa là gì không? Diệp Bắc Minh nghỉ hoặc, sao thế? Khó lắm à? Ha hét. Giao Chỉ tức quá bật cười, không khó, rất đơn giản. Vậy thì tốt. Diệp Bắc Minh gật đầu. Cậu. Giao Chỉ cảm giác trong lòng ngổn ngang, thầm phỉ nhổ, chẳng lẽ tên này không nghe ra, bổn đế đang nói mát à? Thôi bỏ đi, cậu ta là một tên ngốc, ta nhịn. Cùng lúc đó, Diệp công tử, anh đang nói chuyện với ai vậy? Nữ nhân nói chuyện với anh là ai? Vì sao cô ta lại tự xưng là bổn đế? Bây giờ cô ta đang ở đâu? Đây là cấm địa của tộc Bất Hủ, tuyệt đối không cho phép người ngoài bước chân vào. Bất Hủ Lộng Nguyệt cảnh giác. Nhìn Diệp Bắc Minh chằm chằm. Giọng nói của nữ nhân kia liên tục phát ra từ vị trí trái tim Diệp Bắc Minh. Quá kỳ lạ. Cô ta buộc phải chú ý. Muốn biết bổn đế là ai à? Một giọng nói cực kỳ lạnh lùng và kiêu ngạo vang lên. Vù ồ ở vị trí trái tim Diệp Bắc Minh, hư không dao động. Giây tiếp theo, một bàn tay ngọc ngà hoàn mỹ không tì vết xông ra, cơ hồ là trong nháy. Mắt đã xuất hiện trước mặt Bất Hủ Lộng Nguyệt, rồi bóp cổ cô ta. Bất Hủ Lộng Nguyệt hoảng hốt, đang định thi triển thực lực của đại đạo chi thượng tầng 8. Bàn tay ngọc ngà truyền ra một giọng nói, phong. Huyết quang lóe lên, ngưng tụ thành một phù văn, rồi nhập vào cơ thể Bất Hủ Lộng Nguyệt. Trong nháy mắt, toàn bộ sức mạnh trong cơ thể Bất Hủ Lộng Nguyệt biến mất sạch, giờ đây cô ta không khác gì một nữ tử bình thường. Cô đã làm gì tôi? Sao sức mạnh của tôi lại mất hết rồi? Tôi không còn cảm ứng được đan điền của tôi nữa. Bất Hủ Lộng Nguyệt đổ mồ hôi. Cô ta tuyệt đối không ngờ, một bàn tay đứt, lại có thực lực kinh khủng như vậy. Giao Chỉ cười lạnh lùng, cơ thể cô được đấy, có thể làm vật dẫn cho thi thể bổn đế. Coi như cô may mắn, bắt đầu từ bây giờ. Quyền kiểm soát khối cơ thể này của cô thuộc về bổn đế. Bất Hủ Lộng Nguyệt đang định lên tiếng, cả người run rẩy, cô nói gì? Đợi đã. Nghĩ đến một chuyện đáng sợ. Bổn đế, thi thể. Cô là khối đế thi chạy thoát khỏi nhà tù số 7. Giao Chỉ cười, chúc mừng cô đã trả lời đúng. Sao có thể chứ? Bất Hủ Lộng Nguyệt sợ run lẩy bẩy. Cả người lập tức toát mồ hôi, khuôn mặt xinh đẹp trắng bệch, môi run run. Cô định giết tôi, đoạt lấy thân thể của tôi sao? Diệp Bắc Minh nhíu mày, Giao Chỉ, đừng làm hại cô ấy. AP. Giao Chỉ cười lạnh một tiếng, Diệp Bắc Minh, cậu quan tâm cô ta thế làm gì? Lẽ nào cậu có ý với cô ta? Diệp Bắc Minh lắc đầu, cô với cô ấy không thù không oán, giết cô ấy làm gì? Đời tôi đã giết vô số người, nhưng không bao giờ giết người bừa bãi. Chí ít, Lộng Nguyệt cô nương không có định ý với chúng ta. Giao Chỉ cười khẽ, Diệp Bắc Minh, bổn đế đòi giết cô ta khi nào? Dưới đại điện này, phong ấn thân thể của bổn đế. Giải trừ phong ấn cho thân thể, cần dùng máu tươi tẩm bồi cô gái này có thể chất thái âm, rất hợp dùng để nuôi dưỡng thân thể của bổn đế. Nghe thấy lời này, Bất Hủ Lộng Nguyệt thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó, cô ta lại bắt đầu hoảng sợ, tiền bối, ngài là đại đế, tôi chỉ là một người bình thường. Cơ thể tôi không xứng dùng để bồi dưỡng cho ngài, ngài hãy tìm người khác đi. Giao Chỉ kiêu ngạo cười một cái, hừ, người mà bổn đế chọn chúng, người không có tư cách từ chối. Dứt lời. Đế thủ di chuyển, trực tiếp hóa thành một làn huyết vụ, nhoáng cái đã nhập vào cổ tay phải Bất Hủ Lộng Nguyệt. Dung hợp vào máu thịt của cô ta. Bất Hủ Lộng Nguyệt hoảng sợ hét lên, trước mắt tối sầm ngã xuống sàn. Lộng Nguyệt cô nương. Diệp Bắc Minh tiến lên một bước. Ôm chặt eo Bất Hủ Lộng Nguyệt, để cô ta không ngã xuống. Khoảnh khắc hai người tiếp xúc. Bất Hủ Lộng Nguyệt mở mắt ra, sâu trong đáy mắt mang theo một tia lãnh đạm lạnh như băng. Cô ta lạnh giọng nói, Diệp Bắc Minh, cậu định làm gì bổn đế? Bỏ cái tay của cậu ran. Vung tay vỗ một chưởng về phía cánh tay của Diệp Bắc Minh. Một cỗ lực lượng cực kỳ mạnh mẽ ập tới, Diệp Bắc Minh lùi ra sau. Anh kinh hãi nhìn Bất Hủ Lộng Nguyệt trước mặt cô. Cô là Giao Chỉ. Bổn đế đây. Bất Hủ Lộng Nguyệt gật đầu, giọng nói đã hoàn toàn biến thành giọng của Giao Chỉ. Chuyện này là sao? Lộng Nguyệt cô nương đâu? Diệp Bắc Minh nhíu mày. Bất Tử Lộng Nguyệt nói thẳng, khi bổn đế cần dùng khối cơ thể này, tự nhiên sẽ có quyền kiểm soát tuyệt đối với khối cơ thể này. Tạm thời, cô ta chỉ có thể nhìn thôi. Nhưng cậu yên tâm,
Bổn đế không làm gì thần hồn của cô ta cả, chỉ cần cô ta thành thật nuôi dưỡng thân thể của bổn đế, đợi khi khôi phục được một chút sức mạnh, ta sẽ thả cho cô ta được tự do. Nói xong, Giao Chỉ điều khiển cơ thể của Bất Hủ Lộng Nguyệt. Cô ta giơ tay phải lên, đấm một quyền xuống mặt đất dưới chân. Ầm, cú đấm cực kỳ mạnh mẽ, những viên gạch dưới chân vỡ tung. Lộ ra một không gian dưới lòng đất, xung quanh là một trận pháp cổ xưa, phù văn kim sắc chuyển động cuồn cuộn, phía cuối có hơn trăm sợi dây xích màu đen. Đang xích một thân thể khô héo. Diệp Bắc Minh, nhờ cậu đấy, mang thân thể của bồn đế trở về. Bên ngoài cửa lớn, một canh giờ trôi qua. Sao vẫn chưa ra vậy? Đã một canh giờ rồi, chẳng lẽ định để tôi quỳ mãi à? Lỡ có người tới thì sao? Bất Hủ Trục Nhật đang quỳ. Thỉnh thoảng anh ta lại nhìn về phía cửa lớn, đầu gối run run, đang định đứng lên. Bỗng nhiên, anh ta cảm thấy dựng tóc gáy, nghĩ đến sát ý khủng khiếp của Diệp Bắc Minh, anh ta lại thành thật quỳ tiếp. Lúc này, hư không xảy ra một trận dao động, mấy bóng người đi tới. Vào khoảnh khắc nhìn thấy Bất Hủ Trục Nhật quỳ trên mặt đất, bọn họ ngây người. Mấy người, đùi. Bất Hủ Trục Nhật đỏ bừng mặt, nhắm mắt lại cho ông đây, ai cho các cậu nhìn hả? Này, ba người gồm Bất Hủ Hàng, Bất Hủ Vũ, Bất Hủ Băng ngớ người đứng yên tại chỗ. Nhắm mắt lại, ông đây bảo mấy người nhắm mắt lại, không nghe thấy à? Nếu mấy người dám nhìn thêm cái nữa, thì sau khi ông đây ra ngoài, sẽ giết cả nhà mấy người luôn. Đệt, chết tiệt, đệt. Nhắm mắt lại. Bất Hủ Trục Nhật giận dữ gào lên. Nhưng, cảnh tượng trước mặt, thật sự quá chấn động. Ba người vừa mới phản ứng lại, đang định quay người đi nhắm mắt lại. Bất chợt, cánh cửa phía sau ầm ầm mở ra, Diệp Bắc Minh và Bất Hủ Lộng Nguyệt đi ran. Liếc mắt nhìn Bất Hủ Trục Nhật, khóe miệng cong lên một nụ cười trêu tức, vẫn còn quỷ à. Xem ra anh rất nghe lời. Mặt Bất Hủ Trục Nhật xanh mét, trong lòng lửa giận phừng phừng. Nhưng không dám phát tác. Anh ta chỉ có thể tươi cười bảo, Diệp công tử, tôi đã quỳ lâu như vậy, thật sự không hề đứng lên, anh. Anh tha cho tôi lần này đi. Câu này gần như là cầu xin. Này, ba người Bất Hủ Hăng, Bất Hủ Vũ, Bất Hủ Băng trông thấy cảnh này, đầu óc trống rỗng. Bọn họ làm gì đã trông thấy vẻ mặt này ở chỗ Bất Hủ Trục Nhật bao giờ đâu. Chớ nói chỉ là quỳ xuống cầu xin người ta. Nếu chuyện này mà truyền ra ngoài, toàn bộ tộc Bất Hủ sẽ bùng nổ. Âm khắp luôn. Diệp Bắc Minh cười, con người tôi không hay ghi thù, tôi chưa giết anh ngay tại chỗ đã là cho anh cơ hội rồi. Thực ra anh không cần phải quỳ lâu như vậy, đứng dậy sớm cũng không sao. Hả? Bất Hủ Trục Nhật ngẩn ra. Thế hóa anh ta quỳ lâu như vậy phí công à? Diệp Bắc Minh không phí lời nữa, xung phong rời đi, khi đi ngang qua ba người Bất Hủ Hằng, Bất Hủ Vũ, Bất Hủ Băng, anh nhắc nhở một câu, ba người cũng đi đi, chỗ này sắp sập rồi. Diệp công tử, anh bảo gì cơ? Ba người sửng sốt, Diệp Bắc Minh không giải thích thêm. Anh mau chóng rời đi, chân trước anh vừa đi. Cánh cửa lớn phía trước nứt ra một đường, rồi ầm ầm nổ tung. Cảnh tượng này làm cho Bất Hủ Trục Nhật và ba người ngơ ngác. Một tiếng nổ long trời lở đất vang lên, toàn bộ khoảng không gian đằng trước sụp xuống, hóa thành không còn gì cả. Đế Thi thoát khỏi xiềng xích, mảnh không gian này, căn bản không thể trụ được. Bên ngoài, mọi người tộc Bất Hủ đứng trên bậc thang tổ điện, hoảng sợ nhìn các dãy cung điện đằng trước lần lượt đổ sập, cả cấm điện liên tục rung chuyển, hư không dao động kịch liệt. Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao hư không lại dao động? Mau nhìn kìa, không gian chỗ đó nứt rồi. Trời ơi! Mọi người tộc Bất Hủ nhìn sang, tất cả ngây ngốc, trợn tròn mắt há hốc mồm. Đi mau, nơi này sắp sập rồi, sắp không còn gì nữa rồi. Hàng vạn bóng người hoảng sợ cực kỳ, tất cả bóp nát ngọc bài của mình. Diệp Bắc Minh đứng trên không trung, nhìn nhà tù số 6 liên tục sụp đổ, vẻ mặt anh ngưng trọng đến cực điểm. Cái kiểu không gian sập khủng bố này, một khi xảy ra, những người ở cảnh giới tế đạo trở xuống không thể sống sót. May mà nhà tù số 7 đang tạm thời bị phong ấn, không thì bố mẹ, sư tỷ và Nhược Giai sẽ gặp nguy hiểm. Bên cạnh, Bất Hủ Lộng Nguyệt nói, Diệp công tử, tôi đưa anh ra nhé. Giao Chỉ đã nói cho cô ta biết mọi việc, cơ thể mình đã trở thành vật chứa của đế thi, cần dùng máu để nuôi dưỡng đế thi. Cô ta không có lựa chọn, chỉ có thể đồng ý. Nếu không, với thực lực của Giao Chỉ, cô ta hoàn toàn không có đường sống. Được, Diệp Bắc Minh gật đầu. Bất Hủ Lộng Nguyệt lấy ngọc bàn ra, một tay nắm lấy cổ tay Diệp Bắc Minh, tay kia bóp nát ngọc bàn.
Bùi. Một cỗ lực lượng hư không trào ra, bao phủ lấy hai người. Ngay sau đó, không gian xung quanh xoay chuyển, họ đã đặt chân xuống quảng. Trường bên ngoài cấm địa, các đệ tử ra ngoài trước đã nói cho đám bất hủ động hư chuyện xảy ra trong cấm địa. Nét mặt của nhóm bất hủ động hư dao động không thôi. Bọn họ đương nhiên biết, trong cấm địa có phong ấn đế thi. Trừ phi đế thi phá tan phong ấn, không thì không gian cấm địa không thể sập được. Ánh mắt của tất cả mọi người đều dồn lên Diệp Bắc Minh. Chẳng lẽ có liên quan với tên này? Bất hủ động hư trầm giọng nói, Lộng Nguyệt, trong đó đã xảy ra chuyện gì? Bất hủ Lộng Nguyệt lắc đầu, lão tổ, cháu cũng không biết, bọn cháu vừa đi vào bảo khố, đang định chọn bảo vật. Đột nhiên, không gian ở chỗ sâu nhất sập xuống. Cháu chắc chứ? Bất hủ động hư nhíu mày. Bất hủ cầm nghiêm giọng hỏi, Lộng Nguyệt, thật vậy sao? Bọn cháu có trông thấy cái gì kỳ quái không? Bất hủ Lộng Nguyệt do dự một chút rồi nói, đúng là có điểm kỳ quái. À, cháu nhớ ra rồi, sau khi cháu đi vào bảo khố, đang định chọn bảo vật. Bất ngờ, có một đạo năng lượng cực kỳ kinh khủng lao từ không gian trên bầu trời xuống, nó xuyên qua mọi thứ, sau đó mặt đất dưới chân cháu và Diệp công tử nổ tung. Sâu dưới lòng đất, thế mà có một cỗ thi thể khô héo. Cỗ năng lượng khủng bố kia rơi xuống cỗ thi thể khô héo, phá hủy nó luôn, sau đó, phiến không gian đó liền sập. Nghe bất hủ Lộng Nguyệt giải thích xong. Bất hủ động hư, bất hủ cầm cùng mười mấy vị cảnh giới tế đạo sứ người đứng yên tại chỗ. Há to miệng, vẻ mặt như trông thấy quỷ. Bọn họ biết, cỗ thi thể khô héo đó chính là đế thi bị phong ấn. Nhưng chắc chắn bất hủ Lộng Nguyệt không biết. Lẽ nào, những gì con bé nói là thật, có một cỗ năng lượng thần bí đã xuyên qua tổ địa của tộc bất hủ, còn thiêu rụi cỗ đế thi đó. Động hư đại ca, là ai ra tay vậy? Bất hủ cầm nuốt ngụm nước miếng, truyền âm. Sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Ánh mắt bất hủ động hư lóe lên, mặc kệ là ai, khối thi thể đại đế này cũng nên hủy diệt đi. Đế thi bị hủy diệt, nhà tù số 6 sụp đổ, chẳng qua sự tồn tại của nhà tù số 6 cũng không có ý nghĩa quá quan trọng với tộc bất hủ chúng ta, chỉ tiếc cho số bảo vật mà tổ tiên để lại thôi. Nhưng, tổ điện bị phá hủy, sớm muộn gì nhà tù số 6 cũng sập hoàn toàn. Diệp Bắc Minh không lấy được bất hủ đế kim. Mẫu thạch hỗn độn và máu hỗn độn sẽ thuộc về tộc bất hủ. Nghĩ đến đây, bất hủ động hư mỉm cười nhìn Diệp Bắc Minh, Diệp công tử, xem ra cậu chưa lấy được bất hủ đế kim nhỉ. Nếu đã vậy, máu hỗn độn và mẫu thạch hỗn độn. Ông ta còn chưa nói xong, Diệp Bắc Minh cắt ngang luôn, ai bảo tôi chưa lấy được. Anh nhẹ nhàng nhấc tay, lòng bàn tay hiện ra một khối kim loại cỡ bằng hạt đậu. Chính là bất hủ đế kim mồ. Diệp Bắc Minh cố ý để lại một miếng nhỏ. Cái gì, đây, khuôn mặt già của bất hủ động hư lập tức đen lại, suýt thì hộc máu. Diệp Bắc Minh đưa tay ra, dám cược dám thua, trả mẫu thạch hỗn độn và máu hỗn độn cho tôi. Khuôn mặt già của bất hủ động hư biến ảo bất định, đôi mắt già nua đỏ ngầu. Ông ta trầm mặt, không nói một lời, ánh mắt toát ra hàn ý. Vào khoảnh khắc này, ông ta có suy nghĩ muốn cầm lấy kiếm bất hủ, cưỡng chế giết Diệp Bắc Minh. Động hư đại ca, đừng xúc động, anh đừng quên đã đồng ý với em điều gì. Bất hủ cầm thấy thế, giật mình vội vàng truyền âm, tên nhóc này có thực lực rất khủng bố, nếu không thể một kích tất sát. Thì thứ chờ đợi tộc bất hủ chúng ta, sẽ là sự trả thù không ngừng nghỉ. Bất hủ động hư cố kìm lại sát ý trong lòng. Ánh mắt lóe lên. Ông ta kinh ngạc phát hiện, khóe môi Diệp Bắc Minh cong lên mang theo vẻ chế giễu và đùa cợt, chuyện gì thế này? Không có chuyện tên nhóc này không cảm nhận được sát ý của mình, tại sao cậu ta vẫn có thể ung dung bình tĩnh như vậy? Chẳng lẽ cậu ta có cách chống lại kiếm bất hủ? Không thể nào. Thế tại sao cậu ta lại cười như vậy? Có vấn đề, chắc chắn có vấn đề. Càng nghĩ, bất hủ động hư càng thấy hãi. Khi tiếp xúc với ánh mắt Diệp Bắc Minh, lưng ông ta toát mồ hôi lạnh. Đó là một đôi mắt lạnh băng vô tình, có 7 phần lãnh đạm, 3 phần chế giễu. Tựa như chỉ cần bất hủ động hư dám ra tay, thì ngay giây sau, sẽ là giờ chết của ông ta. Ha 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 ha, Diệp công tử, cậu thắng rồi. Bất hủ động hư cười to, vung tay lên. Một khối mẫu thạch hỗn độn to cỡ chậu rửa mặt, và một lọ máu hỗn độn, bay về phía Diệp Bắc Minh. Giọng tháp càn khôn chấn ngục vang lên, nhóc con, tộc bất hủ khá thông minh đấy nhỉ. Bồn tháp còn tưởng lại phải đại khai sát giới cơ. Diệp Bắc Minh không trả lời. Anh đưa tay ra bắt.
Mẫu thạch hỗn độn, máu hỗn độn, chuyến đi đến tộc bất hủ lần này, không hề uổng công. Một giọng nói cực kỳ kích động vang lên, mọi người ngẩng đầu lên nhìn. Chỉ thấy, một chiến thuyền cổ xưa đang trôi nổi trên không trung quảng trường. Nó đang chạy ra từ một cánh cửa không gian, mặt hông của chiến thuyền, khắc một đồ đắng cổ xưa. Ngay khi nhìn thấy đồ đằng này, nét mặt của bất hủ động hư, bất hủ cầm cùng mười mấy vị cảnh giới tế đạo nhất loạt trở nên ngưng trọng, thái hư tông. Sao người của họ lại tới đây? Nhóc con, dừng tay. Mẫu thạch hỗn độn và máu hỗn độn này, thái hư tông bọn ta lấy rồi. Hai viên đan dược này, coi như đền bù cho cậu. Nói xong, hai viên đan dược màu đỏ đập lên cánh tay Diệp Bắc Minh như thể đang bố thí cho ăn mày vậy. Diệp Bắc Minh thở ơ, coi như không nhìn thấy. Sau khi tiếp được mẫu thạch hỗn độn và máu hỗn độn, anh cất chúng vào không gian trong tháp. Hai viên đan dược rơi dưới đất. Trông thấy cảnh này, nét mặt người thanh niên mặc áo trắng đứng trên mũi thuyền cổ trầm xuống. Đôi mắt lóe lên hàn ý lạnh băng, anh ta nhìn Diệp Bắc Minh chằm chằm, tên kia, cậu có biết mình đang làm cái gì không? Từ khi Tuyết Bạch Hy tôi ra đời đến nay, suốt 2 tỷ năm, tôi chưa bao giờ thấy có người. Nhớ này, là chưa bao giờ có. Bất cứ, một người nào, dám, coi thường lời tôi nói. Như này, tôi, rất tức giận, hậu quả, rất nghiêm trọng. Diệp Bắc Minh cười nhạo một tiếng, bây giờ anh gặp được rồi. Đồ nói lắp, anh vừa nói xong. Bầu không khí trong toàn tộc bất hủ tựa như đông cứng, im phăng phắc. Điều đáng sợ hơn là, Diệp Bắc Minh lại gọi Tuyết Bạch Hy là. Đồ nói lắp. Diệp Bắc Minh, anh đừng nói bừa. Tuyết tộc đến từ đại lục Trung Châu, cả nguyên thủy chân giới chia làm 5 mảnh lục địa là, Đông, Nam, Tây, Bắc, Trung. Tương ứng với thuộc tính của ngũ hành. Trong đó, lấy đại lục Trung Châu là đại lục mạnh nhất, Tuyết tộc là một trong những chủng tộc đế huyết cực lớn ở Trung Châu. Bất hủ nhan buột miệng nói ra. Ngoài mặt là giới thiệu cho Diệp Bắc Minh. Trên thực tế là đang nói cho Diệp Bắc Minh biết, chỗ khủng bố của Tuyết tộc. Lo Diệp Bắc Minh gặp rắc rối. Tiếc là, từ trước đến nay, tính cách của Diệp Bắc Minh là không bao giờ sợ rắc rối. Kể ra, anh không sai chỗ nào cả. Hai viên đan dược rác rưởi mà đòi đổi lấy mẫu thạch hỗn độn và máu hỗn độn ư. Dù có đổi, chí ít cũng phải bỏ ra vật phẩm đẳng cấp cỡ bất hủ đế kim chứ. Hai viên đan dược, bố thí cho ăn mày đấy à? Ồ! Diệp Bắc Minh tùy ý gật đầu, Tuyết tộc, mạnh lắm sao? Cái này! Giờ phút này, toàn bộ tộc bất hủ im lặng như tờ. Mọi âm thanh đều im ắng. Tuyết Bạch Hy bật cười, Tuyết tộc cũng bình thường, không mạnh lắm. Chẳng qua, Tuyết tộc tôi có binh khí đại đế tọa trấn. Theo như tôi được biết, lão tổ giỏi nhất tộc bất hủ cũng chỉ ở cảnh giới tế đạo tầng 5, tầng 6 nhỉ. Chủng tộc đế huyết ở Trung Châu bên kia, có sự tồn tại của các vị cảnh giới tế đạo tầng 7, tầng 8, thậm chí là tầng 9. Cậu nói đúng. Tuyết tộc, quả thực không mạnh. Không mạnh, một tí nào, thật đấy. Tuyết Bạch Hy vừa kể vừa gật đầu, nhưng giọng điệu nói ra thì đầy kiêu ngạo. Anh ta tưởng, sau khi kể ra thực lực của Tuyết tộc, chắc chắn Diệp Bắc Minh sẽ hãi đến nỗi quỳ xuống cầu xin tha mạng. Rồi hai tay dâng ra mẫu thạch hỗn độn và máu hỗn độn, nhưng Tuyết Bạch Hy có nằm mơ cũng không ngờ. Diệp Bắc Minh chế nhạo luôn không chút nể nang, có cảnh giới tế đạo tầng 7, 8, 9 mà đã kiêu ngạo như vậy, ai không biết còn tưởng, Tuyết tộc anh có đại đế tọa trấn đấy. Ha 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 ha, ha ha ha, Tuyết Bạch Hy tức quá hóa cười. Cậu tên Diệp Bắc Minh đúng không? Bản công tử nhớ cái tên này rồi. Nhân dịp bây giờ, bản công tử, còn chưa, quá tức giận, cho cậu một, cơ hội, quỳ xuống. Dùng miệng của cậu, liếm hai viên, đan dược dưới đất, ăn nó đi. Sau đó, giao mẫu thạch hỗn độn và máu hỗn độn ra đây, bản công tử, có thể, cho cậu có cơ hội tự vẫn. Tuyết công tử, bất hủ nhan lo lắng, cô ta nhanh chóng tiến lên, chắp tay nói. Diệp Bắc Minh anh ấy không biết thân phận của ngài, cho nên mới làm ngài bực mình, xin ngài. Cô không có tư cách cầu xin tôi, cút ra. Tuyết Bạch Hy liếc mắt nhìn một cái, một cỗ uy áp ngập trời bộc phát ra từ trong cơ thể, nghiền áp về phía bất hủ nhan. Thế mà lại là khí tức của cảnh giới tế đạo tầng 1. Tuổi còn trẻ mà đã lên đến cảnh giới tế đạo tầng 1. Xác thực có vốn liếng để kiêu ngạo. Phanh! Diệp Bắc Minh bước ra một bước, chắn trước người bất hủ nhan, đồ, nói lắp. Anh, cho tôi, cơ hội ư. Tôi cũng, cho anh, một cơ hội, quỳ xuống, tôi cho anh, được toàn thây. Anh bắt chước giọng điệu của Tuyết Bạch Hy.
cứ nói một, hai chữ là ngừng lại một chút. Tuyết Bạch Y tức xanh mặt, cậu quả là đáng chết. Ông đây sẽ cho cậu biết, kết quả của việc chế nhạo ông đây. Biết tuyết tộc bọn tôi có nguồn gốc như nào không? Đó là người mà cậu mãi mãi không thể trêu vào. Cực kỳ thị huyết và cuồng nội, anh ta đưa bàn tay thon dài ra, nghiền áp về phía Diệp Bắc Minh. Chỉ có một chữ, giết. Thấy bàn tay từ trên trời giáng xuống nghiền ép mình, Diệp Bắc Minh cũng bừng bừng lửa giận, anh giẫm mạnh chân một cái. Không những không né tránh, ngược lại còn lao về phía trưởng phong của Tuyết Bạch Hy như một ngôi sao băng. Cậu đúng là chui vào chỗ chết, người dám tiếp một trưởng của Tuyết Bạch Hy tôi còn chưa ra đời đâu. Mặt Tuyết Bạch Hy lạnh như băng. Năm ngón tay nện xuống. Đánh thẳng vào đỉnh đầu Diệp Bắc Minh. Diệp công tử, dừng tay. Diệp công tử hãy suy nghĩ lại. Bất hủ động hư và bất hủ nhan vẫn đang trong trạng thái ngẩn ngơ. Họ còn chưa rõ sao đột nhiên Diệp Bắc Minh và Tuyết Bạch Y lại cãi nhau. Mãi đến khi thấy hai người đánh nhau lúc này hai người mới có phản ứng. Không phải họ lo cho Diệp Bắc Minh, họ đang lo cho Tuyết Bạch Y. Diệp Bắc Minh là người có thể giết được cả cảnh giới tế đạo tầng 5, Tuyết Bạch Y sao có thể là đối thủ của anh được. Khi hai người còn cách nhau chưa đến 10 mét, Diệp Bắc Minh, cậu đi chết đi. Tuyết Bạch Y quát to một tiếng. Lực lượng đột ngột tăng vọt. Một đòn này giáng xuống, chắc chắn Diệp Bắc Minh sẽ bị anh ta đánh thành huyết vụ. Trên chiến thuyền cổ xưa, trên bong tàu sau lưng Tuyết Bạch Y, có một đám thanh niên nam nữ với một lão giả đứng đó, cả đám thờ ơ nhìn hết thảy. Một con kiến cảnh giới đại năng tầng 5, không đáng để họ có bất kỳ biểu cảm nào. Răng rắc, một âm thanh trong trẻo vang lên. Diệp Bắc Minh chẳng những không sao, còn bàn tay của Tuyết Bạch Y thì nổ tung. Nổ be bét, hóa thành một làn huyết vụ. Ây ai tay tôi, sao lại thế, chuyện này là sao? Vẻ tự tin trên mặt Tuyết Bạch Y đã biến mất sạch, thay vào đó là vẻ kinh hãi tột độ. Diệp Bắc Minh đứng trên mũi thuyền. Vung ra một cái tát. Phanh. Tuyết Bạch Y chỉ cảm thấy, một ngọn núi lớn đang đè lên vai mình. Bụp. Hai chân mềm nhũn, đầu gối dập xuyên bong tàu, quỳ sâu trên sàn tàu. Cậu dám. Diệp Bắc Minh tát anh ta một cái, anh ta hộc ra một ngụm máu, chiếc trường bào Bạch Tuyết Y đang mặc đã đẫm máu lâu rồi. Cả người thê thảm vô cùng, một cánh tay bị gãy, khuôn mặt anh Tuấn còn nổ bung bét. Mười mấy cái răng bay ra ngoài, nửa bên mặt bị hủy. Đám người thuộc Thái Hư Tông đang đứng trên bong tàu đằng sau, kinh ngạc đứng yên tại chỗ, quên cả phản ứng. Cậu, sao cậu có thể đối xử với tôi như vậy? Tôi là người của Tuyết tộc. Dù bị thương, nét mặt Tuyết Bạch Y vẫn đầy căm phẫn, anh ta không kìm được quát Diệp Bắc Minh. Cậu tiêu đời rồi, đời này của cậu tiêu rồi, tôi phải. Diệp Bắc Minh đá Tuyết Bạch Y lăn trên sàn tàu. Sau đó anh giẫm lên đầu anh ta. Ơi sao tự nhiên không nói lắp nữa? Bây giờ, nói cho tôi biết, ai tiêu đời? Khóe môi Diệp Bắc Minh hiện ra vẻ trào phúng hết sức. Vị Diệp công tử này, dừng tay. Cùng lúc đó, một giọng nói cực kỳ uy nghiêm truyền tới. Ngẩng đầu lên nhìn, trên bong tàu đằng trước, một lão giả áo xanh đẩy đám người ra đi tới, khí tức cảnh giới tế đạo tầng 4 cuồn cuộn. Mặt mày ngưng trọng nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh. Diệp công tử, để lão phu nói một câu công đạo. Cậu sỉ nhục người ta thế này, có quá đáng quá không? Dù sao Tuyết Bạch Y cũng chưa làm gì cậu, cậu đánh cậu ta bị thương thành thế này, có phải hơi quá rồi không? Nói một câu công đạo ư, ha ha ha. Diệp Bắc Minh bật cười, anh chửi thẳng mặt lão giả áo xanh, lão chó già ra vẻ đạo mạo. Lúc thằng nói lắp này dùng hai viên đan dược, ép đổi mẫu thạch hỗn độn và máu hỗn độn, sao ông không đứng ra nói một câu công đạo? Khi nấy, tên nói lắp này uy hiếp tôi, bắt tôi quỳ xuống, dùng miệng liếm đan dược, sao ông không đứng ra nói một câu công đạo? Kể ra, vừa nấy lúc anh ta đánh một trưởng hòng giết tôi, sao ông không đứng ra nói một câu công đạo? Bây giờ lại bảo nói lời công đạo, công cái con mẹ ông. Lão chó già này, ông cũng câm mồm lại cho ông đây. Còn dám nói thêm một câu nhảm nhí nào nữa? Tôi giết cả ông luôn. Câu này, tựa như kíp nổ đạn hạt nhân. Bất hủ cầm bay lên, đặt chân lên chiếc chiến thuyền cổ, Diệp Bắc. Minh, cậu đừng hồ nháo nữa. Vị này là phó trưởng lão của Thái Hư Tông. Lão giả áo xanh lạnh lùng cười khẩy, ha ha, ngay cả tôi giết à. Lão phu nói rồi đấy, cậu dám giết lão phu thật sao? Âu cũng muốn. Tôi có gì mà không dám. Diệp Bắc Minh bước lên một bước. Grum. Sau lưng xông ra 9 con ma long màu đen. Xúc địa thành thốn.
hỗn độn đế huyết toàn thân, tỏa ra ầm ầm. Chỉ một bước, Diệp Bắc Minh đã đứng trước mặt lão giả áo xanh. Giống như một tử thần của thiên giới, ánh mắt tử vong lạnh lùng, hờ hững, lãnh khốc khóa chặt ông ta, tôi giết cho ông xem. Quỳnh! Đánh ra một quyền. Đồng tử của lão giả áo xanh hung hăng co rút, luống cuống vung tay đỡ bụp. Mọi biện pháp đều vô tích sự, hoàn toàn không đỡ được một quyền cực kỳ cuồng nộ của Diệp Bắc Minh. Một làn huyết phụ bùng lên, hít. Bất Hủ cầm hít một ngụm khí lạnh, ngẩn người đứng yên tại chỗ. Bà ta biết Diệp Bắc Minh rất mạnh, nhưng không ngờ anh lại mạnh đến mức này. Phó trưởng lão, đám đệ tử của Thái Hư Tông sợ ngây người. Phó đạo trưởng ở cảnh giới tế đạo tầng 4, thế mà lại bị một quyền đánh tan thành huyết phụ. Ngay cả thần hồn cũng bị diệt. AI Tuyết Bạch Hy nằm bẹp dưới sàn hét lên một tiếng. Vẻ độc ác và căm phẫn trong mắt biến mất sạch, chỉ còn lại nỗi kinh hoàng và run rẩy. Sốt ruột mình đã chọc phải ai thế này? Tên này chính là một tên điên. Tiêu rồi, loại điên như hắn, căn bản không sợ tuyết tộc. Nếu cho tôi một cơ hội nữa, tôi tuyệt đối sẽ không chọc vào cậu tan, Tuyết Bạch Hy nghĩ. Diệp Bắc Minh đã quay đầu đi về phía anh ta. Tuyết Bạch Hy sợ ngây người, chẳng bận tâm gì nữa, trực tiếp quỳ xuống đất. Diệp công tử, tôi sai. Bụp, Diệp Bắc Minh đá một cước, Tuyết Bạch Hy hóa thành huyết phụ ngay tại chỗ, thần hồn cũng bị diệt theo. Một cước đá diệt thân thể, diệt luôn thần hồn, đây phải mạnh cỡ nào chứ? Anh đang định quay người đi. Bù, cái làn huyết phụ còn lại của Tuyết Bạch Hy cuồn cuộn lại, rồi tụ thành một huyết ảnh. Bạch Hy, con trai tôi, cậu là ai? Cậu lại dám giết con trai tôi, cậu. Một nữ nhân trông như người đã có chồng gào lên như phát điên. Còn chưa nói hết câu. Cút. Diệp Bắc Minh đánh ra một quyền. Khí hỗn độn nổ đùng đoàng, huyết ảnh lập tức tan biến. Này. Mọi người tộc Bất Hủ và đám Thái Hư Tông ngây người, họ không ngờ Diệp Bắc Minh lại mạnh đến vậy. Trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, Diệp Bắc Minh nhảy xuống khỏi chiếc chiến thuyền cổ, anh liếc mắt nhìn Bất Hủ Lộng Nguyệt một cái, rồi đi ra ngoài tộc Bất Hủ. Không một ai dám ngăn. Điều quan trọng hơn là, không ngăn được. Bất Hủ Lộng Nguyệt hé môi, ánh mắt lóe lên, mau chóng đuổi theo. Chân trước Diệp Bắc Minh vừa đi ra khỏi tộc Bất Hủ. Diệp công tử. Bất Hủ Lộng Nguyệt đuổi kịp, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng, hoàn toàn là. Do bị kinh hãi, Diệp công tử, anh không nên giết Tuyết Bạch Hy. Anh ta không chỉ là người của tuyết tộc, mà còn là đệ tử của Thái Hư Tông. Diệp Bắc Minh nói, nếu là cô có đồng ý để người khác dùng hai viên đan dược rác rưởi đổi lấy mẫu thạch hỗn độn và máu hỗn độn của cô không? Cái này. Bất Hủ Lộng Nguyệt nghẹn lời. Lắc đầu. Tất nhiên là không. Diệp Bắc Minh nói tiếp, được, nếu không đổi, Tuyết Bạch Hy sẽ đối xử với tôi thế nào? Bất Hủ Lộng Nguyệt nhíu mày, với tính cách của anh ta sẽ dùng sức mạnh. Dùng sức mạnh, nếu là cô có phản kháng không? Này. Bất Hủ Lộng Nguyệt lại gặp vấn đề khó, suy nghĩ một lúc. Cô ta gật đầu, cót. Diệp Bắc Minh cười, nếu phản kháng thì sẽ thế nào? Bất Hủ Lộng Nguyệt nhíu mày, Tuyết Bạch Hy cả đời bá đạo, đồng môn ở Thái Hư Tông đều sợ anh ta bảy phần. Nếu phản kháng, chắc anh ta sẽ nổi sát tâm. Nói hay lắm. Diệp Bắc Minh gật đầu, anh ta nổi sát tâm, thế tôi phải làm sao? Nghền cổ ra chịu giết, đợi chết à? Bất Hủ Lộng Nguyệt lắc đầu quả quyết, đương nhiên sẽ không đứng im chờ chết. Thế phải làm sao đây? Diệp Bắc Minh mỉm cười nhìn cô ta. Bất Hủ Lộng Nguyệt ngây ra một lúc, mới nhìn Diệp Bắc Minh một cái thật sâu rồi bật ra một chữ, giết. Thế có phải tôi đã giết anh rồi không? Diệp Bắc Minh hỏi ngược lại, dù chọn thế nào, kết cục cuối cùng đã định sẵn, khác biệt duy nhất là, bị buộc phải giết người. Hoặc mình chủ động giết người. Diệp Bắc Minh lắc đầu. So với bị ép, tôi thích chủ động tấn công hơn. Cứ cường thế một tí. Không tốt à? Này, nhưng, cái đó, Bất Hủ Lộng Nguyệt ngẩn ra, cô ta chợt thấy, Diệp Bắc Minh nói rất có lý. Đột nhiên, cơ thể Bất Hủ Lộng Nguyệt run lên, ánh mắt trở nên lãnh đạm, Diệp Bắc Minh, cậu sắp đi à? Vừa nghe thấy câu này, Diệp Bắc Minh biết, bây giờ giao chỉ đang kiểm soát cơ thể, không phải đã nói trước rồi à, đợi tôi tiến vào cảnh giới tế đạo, chúng ta sẽ đến nhà tù số 5 một chuyến. Giao chỉ nói, bồn đế cứ có cảm giác, tâm thần bất an. Thực lực mà cậu thể hiện ra quá đáng sợ, nếu cứ tiếp tục thế này, cậu sẽ rất nguy hiểm. Diệp Bắc Minh gật đầu, không phiền cô lo, đợi tôi tiến vào cảnh giới tế đạo, chúng ta sẽ gặp lại. Anh quay người lại định đi.
Đợi đãi. Giao Chỉ suy nghĩ một lúc, vẫn quyết định lên tiếng. Còn chuyện gì à? Diệp Bắc Minh quay đầu lại, nét mặt nghi hoặc, Giao Chỉ thân là đại đế, đây là lần đầu tiên anh thấy cô ta ngập ngừng thế này. Giao Chỉ nhìn thẳng vào mắt Diệp Bắc Minh, Diệp Bắc Minh, bổn đế có thể nói cho cậu biết một chuyện. Thực ra, trước đây bổn đế đã lừa cậu. Diệp Bắc Minh nhíu mày, cô nói vậy là sao? Lừa tôi. Giao Chỉ gật đầu, đúng vậy. Dù cậu có tiến vào cảnh giới tế đạo, cậu cũng không thể ngăn nhà tù số 7 sụp đổ. Cô nói cái gì? Mắt Diệp Bắc Minh lập tức đỏ ngầu. Sâu trong đôi mắt, toàn là tơ máu. Vùi. Anh bước ra một bước, hỗn độn đế huyết lập tức bùng lên, anh đưa tay ra bóp cổ khối cơ thể của Bất Hủ Lộng Nguyệt, Giao Chỉ. Không ngờ cô lại dùng loại chuyện này lừa tôi. Cô đáng chết. Giọng nói đầy giận dữ của Diệp Bắc Minh vang lên như tiếng sấm. Am ầm. Mặt đất xung quanh ầm ầm nổ tung, đất đai trong phạm vi trăm mét xung quanh lún xuống vài mét, hoàn toàn bị sức mạnh bạo phát của Diệp Bắc Minh nghiền áp lún xuống. Giao Chỉ bình tĩnh lạ thường, không có phản kháng. Trái lại còn nhìn Diệp Bắc Minh với vẻ bình tĩnh. Tuy là cơ thể của Bất Hủ Lộng Nguyệt, nhưng giờ phút này, cô ta lại là người nắm cảm giác. Cho nên, cô ta tuyệt đối có thể cảm nhận được cái cảm giác hít thở không thông này. Đường đường là nữ đế, thế mà lại bị người ta bóp cổ, thật khó tin. Diệp Bắc Minh, trước đây bổn đế chỉ muốn tìm lại cơ thể, cho nên mới lừa cậu. Bổn đế nghĩ, cậu sẽ không sống được mấy nữa ở nguyên thủy chân giới. Cho nên, có lừa cậu hay không, vốn không cần nghĩ. Giao Chỉ nói, tiếp tục đi. Diệp Bắc Minh gầm nhẹ. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Năm ngón tay không ngừng siết chặt, cổ của Bất Hủ Lộng Nguyệt phát ra tiếng xương bị bóp, có thể vỡ nát bất cứ lúc nào. Giao Chỉ nói tiếp, nhưng, thiên phú và thực lực của cậu. Với cả số kiếp khủng bố và sức bật kinh người mà cậu thể hiện ra khiến bổn đế nghĩ, tương lai của cậu chắc chắn không chỉ như này. Có lẽ, cậu thật sự có thể trở thành một vị đại đế. Diệp Bắc Minh cười lạnh, đây chính là lý do để cô lừa tôi. Nếu đúng là vậy, thì đời này cô đừng hòng thu thập được các đế thi khác nữa. Tôi sẽ giết chết cô ngay bây giờ. Nét mặt Giao Chỉ sầm xuống, lạnh giọng nói, nếu bổn đế nói cho cậu biết một tin tức cuối cùng, mà tin này thật sự có thể cứu vãn nhà tù số 7. Thì sao? Cô vẫn còn muốn lừa tôi à? Diệp Bắc Minh gầm lên, Giao Chỉ lạnh nhạt nói, cậu không muốn cứu người nữa à? Cô ta quát nhẹ, bỏ tay ra, trong đôi mắt của Diệp Bắc Minh, lóe ra hàn quang. Cuối cùng, anh buông lỏng năm ngón tay dai trên cổ Bất Hủ Lộng Nguyệt hiện ra một vết bầm xanh tím. Nói, dùng một thanh binh khí đại đế, là ổn định được toàn bộ nhà tù số 7. Binh khí đại đế. Nghe vậy, phản ứng đầu tiên của Diệp Bắc Minh chính là, Giao Chỉ, không phải cô lại lừa tôi đấy chứ. Giọng điệu của Giao Chỉ rất kiêu ngạo, với thân phận của bổn đế, không cần phải lừa ngươi. Bổn đế nhìn thấy thiên phú tuyệt đối trên người ngươi. Làm sao cứu được nhà tù số 7, bổn đế đã nói cho ngươi biết rồi, còn lựa chọn như thế nào thì phải xem bản thân ngươi rồi. Nói xong, Bất Hủ Lộng Nguyệt nhắm mắt lại và khi mở mắt ra Diệp Bắc Minh đã biến mất. Vừa rời đi nửa canh giờ liền không nhịn được mà truyền âm, tiểu tháp, ông cảm thấy lời nói của Giao Chỉ có mấy phần đáng tin. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục nói, tiểu tử, ít nhất Giao Chỉ nói cho cậu biết. Cho dù cậu tiến vào cảnh giới tế đạo, cũng không thể ngăn cản nhà tù số 7 sụp đổ. Hiện tại, cậu chỉ có thể tin tưởng cô ta. Nói cũng đúng, nhưng... Diệp Bắc Minh cau mày nói, binh khí đại đế chỉ có đế huyết chủng tộc mới có. Ngay cả tôi hiện tại cũng không thể chống đỡ được lực tấn công của binh khí đại đế. Tôi đi đâu để làm được một binh khí đại đế chứ? Theo hắn biết, Bất Hủ tộc, Cổ tộc, Tử Vi đế tộc, Hồng Hoang đế cung... Còn có tuyết tộc của Đại lục Trung Châu, có lẽ đều có một binh khí đại đế. Cho dù là thế lực nào, tôi muốn trực tiếp xông vào cướp binh khí đại đế, rõ ràng là không thực tế. Diệp Bắc Minh thấp giọng. Nếu bị tu võ giả khác nhìn thấy, nhất định sẽ khiếp sợ chết mất. Cướp binh khí đại đế. Từ xưa đến nay ai dám có ý nghĩ đó chứ? Chỉ có thể đi bước nào hay bước đó thôi. Diệp Bắc Minh lắc đầu. Cùng lúc đó... Một cánh cửa không gian xuất hiện phía trên Bất Hủ tộc, một thiếu phụ ăn mặc lộng lẫy xông ra. Là ai đã giết con trai ta? Thiếu phụ đó vô cùng tức giận, lồng ngực kịch liệt phập phồng. Thanh Hàn Băng Thần kiếm trong tay quét qua, trong nháy mắt, toàn bộ Bất Hủ tộc biến thành một thế giới băng tuyết, quảng trường trong phút chốc kết thành băng tuyết, hoàn toàn đóng băng. Phía sau bà ta còn có ba trưởng lão cảnh giới tế đạo.
Người phụ nữ trực tiếp hét lên, giết hết cho ta. Bất hủ tộc gì chứ, sát hại con trai ta, bắt bọn chúng nợ máu phải trả bằng máu. Cái này, ba trưởng lão cảnh giới tế đạo đều sửng sốt, hừ, hơn 10 trưởng lão cảnh giới tế đạo khác của bất hủ tộc cũng bay. Lên không trung, lạnh lùng nhìn mấy người bọn họ, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo. Bất hủ động hư cười lạnh, tuyết phu nhân, bà nhìn xem đây là đâu. Bà mở ra cánh cửa không gian, trực tiếp truyền tống đến sâu trong bất hủ tộc chúng ta, bà coi bất hủ tộc chúng ta là cái gì. Chuyện này, con trai bà vừa mới chết, chuyện này ta không truy cứu trách nhiệm của bài. Bà còn muốn giết người của bất hủ tộc ta sao? Bà coi bất hủ tộc chúng ta là cái gì? Kiếm bất hủi. Bất hủ động hư hét lên. TSZT bảng giã, 571T1Y thăng. Quỳnh. Một luồng sát khí cực kỳ đáng sợ ập đến từ trên cao. Ba ông lão ngẩng đầu, nhìn thấy một thanh trường kiếm cổ xưa treo trên đầu, sắc mặt của ba vị cảnh giới tế đạo hoàn toàn thay đổi. Một khi kiếm bất hủ rơi xuống, đừng nói là ba người cảnh giới tế đạo. Cảnh cấp 6 bọn họ, có thêm 30 người cảnh giới tế đạo cấp 6 khác cũng chắc chắn sẽ chết, hóa thành xương máu ngay tại chỗ. Anh động hư, có gì thì từ từ nói. Một ông già có tròm râu dê bước tới, không cần sử dụng kiếm bất hủ đâu nhỉ. Hừ. Bất hủ động hư hừ lạnh một tiếng, tuyết đại nham, ta nể mặt ông. Nếu người phụ nữ điên này còn làm loạn, đừng trách ta không khách sáo. Ở đại lục Trung Châu, bất hủ tộc chúng ta nhường tuyết tộc các ông 3 phần. Đây là Nam Đại Lục, bất hủ tộc mãi mãi bất hủ. Tuyết đại nham gật đầu, anh động hư nói đúng. Ông ta nhìn sang thiếu phụ bên cạnh, hét lên, Ngụy Vân, còn không thu thần thông lại. Thiếu phụ nghiến răng, thu thanh trường kiếm lại. Hàn băng xung quanh đột nhiên tan chảy, nhiệt độ trở lại bình thường. Bất hủ động hư vung tay lên, kiếm bất hủ biến mất, ẩn vào hư không. Cảm giác áp bức trên người ba người tuyết đại nham biến mất ngay lập tức, thở phào nhẹ nhõm. Bất hủ tộc các ngươi nhất định sẽ giao hung thủ ra. Ngoài ra, cha mẹ, người phụ nữ, anh chị em của hắn, Ngụy Vân ta sẽ bắt chúng phải chết hết. Chỉ có như vậy, cái chết của con trai ta mới không uổng phí. Ngụy Vân nghiến răng nghiến lợi, hai mắt đỏ ngầu. Liên quan gì đến bất hủ tộc ta? Bất hủ động hư lắc đầu. Ngụy Vân hét lên, ngươi có ý gì? Con trai ta chết ở bất hủ tộc, lẽ nào không phải là người của bất hủ tộc các ngươi ra tay sao? Bất hủ động hư nói, thật sự không phải. Nếu không tin, bà có thể hỏi bọn họ. Ông ta chỉ vào một chiếc thuyền chiến cổ xưa ở phía xa, bên trên có một đám đệ tử Thái Hư Tông đang đứng đó. Chuyện là như thế nào? Nói, Ngụy Vân hét lên. Ánh mắt dán chặt vào một thanh niên đại đạo chi thưởng cấp 7 của Thái Hư Tông. Thanh niên run lên vì sợ hãi. Với thực lực cảnh giới tế đạo cấp 2 của Ngụy Vân, anh ta căn bản không thể chống đỡ được áp lực, trực tiếp quỳ. Xuống trên mặt đất. Tuyết phu nhân, chúng ta tới bất hủ tộc, vốn là đón Lộng Nguyệt sư tỷ và Trục Nhật sư huynh về tông môn. Vừa bước ra từ cổng truyền tống liền cảm giác được khí thức của mẫu thạch hỗn độn và máu hỗn độn. Tuyết sư huynh đã lấy 2 viên đan dược. Muốn trao đổi với hung thủ, nhưng kết quả là 2 người lại ra tay. Thực lực của hung thủ rất đáng sợ, không chỉ giết Tuyết sư huynh, còn chém chết phó trưởng lão. Ngụy Vân sửng sốt. 3 người Tuyết đại nham đều cau mày. Phó trưởng lão là cảnh giới tế đạo cấp 4, vậy mà cũng bị giết rồi. Ngươi chắc chắn? Ực, đó là sự thật. Thanh niên nuốt nước bọt, kinh hãi gật đầu, hơn nữa là giết chết chỉ với một cú đấm. Giết chết chỉ bằng một cú đấm. Hít, 3 người hít một hơi lạnh. Cho dù là bọn họ, chỉ có thể làm được đến mức giết chết một cảnh giới tế đạo cấp 4 trong vòng 30 chiêu. Nhưng tuyệt đối không thể làm được việc giết chết một cảnh giới tế đạo cấp 4 chỉ với một cú đấm. Đợi đất, Ngụy Vân đột nhiên phản ứng lại, giống như nghĩ ra điều gì, hơi thở gấp gáp nhìn chằm chằm vào thanh niên, ngươi vừa nói cái gì? Mẫu thạch hỗn độn và máu hỗn độn. Trong tay hung thủ đó có mẫu thạch hỗn độn và máu hỗn độn. 3 người tuyết đại nham cũng phản ứng lại, tiến lên một bước tiến tới chỗ thanh niên. Bị 3 cảnh giới tế đạo vây quanh, thanh niên bị dọa đến mức run như cầy sấy. Dưới đầu gối là một vũng nước, trực tiếp tè ra rồi. Đúng vậy, trong tay hung thủ có mẫu thạch hỗn độn và máu hỗn độn. Thanh niên điên cuồng dập đầu. Binh, 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 hoàn toàn sợ hãi. 2 mắt tuyết đại nham sáng lên, trong mắt 2 trưởng lão còn lại cũng tràn đầy hưng phấn và kích động. Quay đầu lại, ánh mắt rơi vào bất hủ động hư, anh động hư, chuyện lớn như vậy sao các anh không nói sớm? Hiện tại,
tên hung thủ đó ở đâu? Chắc là đã bị bất hủ tộc các anh bắt lại rồi chứ? Tuyết tộc chúng ta sẽ lấy mạng của tên hung thủ này. Để đền bù, mẫu thạch hỗn độn và máu hỗn độn, tuyết tộc chúng ta muốn chia một nửa. Mẫu thạch hỗn độn, máu hỗn độn. Ý nghĩa quá lớn. Có hai thứ này, có thể tạo ra hỗn độn thể. Hỗn độn thể là khái niệm gì? Trong trường hợp không có đại đế, chỉ cần hỗn độn thể tiến vào cảnh giới tế đạo, đó chính là đại danh từ của vô địch. Đừng nói đến đại lục Trung Châu, cho dù là toàn bộ nguyên thủy chân giới đều là sự tồn tại vô địch. Đè bẹp mọi thứ, vạn chúng quy phục. Khóe miệng bất hủ động hư giật giật, phụt. Ha ha ha, người nghĩ nhiều rồi, Diệp công tử đã rời khỏi bất hủ tộc rồi. Hơn nữa ta nói cho người biết, Diệp công tử muốn đi, bất hủ tộc chúng ta cũng không giữ anh ta lại được. Ông nói cái gì? Tuyết đại nham ngây ra. Ngụy Vân hét lên, cái con khỉ. Trên đời còn có người mà đế huyết chủng tộc không giữ lại được sao? Càng đừng nói là bất hủ tộc, còn có kiếm bất hủ tỏa chấn. Các ngươi không muốn để hắn đi, hắn có thể đi được sao? Bất hủ động hư, ngươi muốn che đậy cho hung thủ giết con trai ta sao? Còn muốn nuốt trọn mẫu thạch hỗn độn và máu hỗn độn? Ha hai bất hủ động hư cười nhạt, khóe miệng cực kỳ lạnh lùng, đã nói rồi mà các ngươi không tin, mấy người các ngươi cộng lại cũng không phải là đối thủ của Diệp công tử. Cho dù ta sử dụng kiếm bất hủ cũng chưa chắc có thể giữ được anh ta. Ngộ nhớ để anh ta thoát được, với tính cách của Diệp công tử, thứ chờ đợi bất hủ tộc chính là sự báo thù, giết chóc không ngừng. Nghe thấy điều này, mấy người hoàn toàn ngây dại. Nghe giọng điệu của bất hủ động hư, dường như đang sợ Diệp công tử đó. Làm sao có thể, y ngắn. Đế huyết chủng tộc, có binh khí đại đế tỏa chấn lại còn sợ người khác. Báo thù. Giọng nói của Tuyết đại nham trầm xuống, anh động hư, Diệp công tử mà anh đang nói đến rốt cục là ai vậy? Xin lỗi. Bất hủ động hư lắc đầu, không thể tiết lộ. Ta có thể nói cho ngươi biết. Phía sau vang lên một giọng nói cực kỳ lạnh lùng. Quay đầu nhìn lại. Bất hủ trục nhật bước ra từ đám đông, mặt vẫn còn hơi đỏ, sưng tấy, trong mắt hiện lên những tia máu dày đặc. Hắn là Diệp Bắc Minh, tiểu tử này không chỉ có mẫu thạch hỗn độn, máu hỗn độn. Hắn còn là hỗn độn đế thể. Hỗn độn đế thể. Ba người Tuyết đại nham đều choáng váng. Giây tiếp theo, họ gần như đồng thời hét lớn, mẹ kiếp. Trở lại vạn y gốc, trận pháp bên ngoài cốc đã được kích hoạt, cách ly hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Vốn dĩ có mấy chục vạn tu võ giả đến để xin chữa bệnh, nhưng chỉ còn lại vài chục người. Diệp Bắc Minh tiến lên hỏi, sau đó được biết Vạn Đỉnh Thiên tuyên bố vạn y cốc sẽ phong cốc vô thời hạn. Diệp Bắc Minh cau mày, tiến lên một bước, tiền bối, tôi quay lại rồi. Diệp Bắc Minh, cậu cuối cùng cũng quay lại rồi, mau vào đây. Giọng nói của Vạn Đỉnh Thiên có chút gấp gáp, một sự cảm xấu truyền đến. Bức màn ánh sáng trận pháp dao động, mở ra một cái lỗ, Diệp Bắc Minh nhanh chóng xông vào. Sắc mặt Vạn Đỉnh Thiên u ám, bao bọc bởi một cái kén đen lớn, xung quanh tràn ngập năng lượng hỗn độn. Tiền bối, xảy ra chuyện gì rồi? Đây là cái gì? Mật Phi đâu? Diệp Bắc Minh không nhìn thấy Côn Ngô Mật Phi. Vạn Đỉnh Thiên chỉ vào cái kén lớn màu đen, đây chính là Côn Ngô cô nương. Cái gì? Diệp Bắc Minh biến sắc. Vẻ mặt Vạn Đỉnh Thiên ngưng trọng, giải thích, sau khi cậu truyền máu hỗn độn đế của mình cho Côn Ngô cô nương. Quả thực vết thương của cô ấy đã ổn định. Sau khi cậu rời đi không bao lâu, đứa bé trong bụng Côn Ngô cô nương cảm nhận được nguy hiểm. Tôi đoán bào thai trong bụng đã phản ứng thái quá sau khi biết cơ thể mẹ gặp nguy hiểm. Những năng lượng hỗn độn này được ngưng tụ thành kén để bảo vệ cơ thể mẹ. Ánh mắt Diệp Bắc Minh ngưng trọng, hắn đi vài vòng xung quanh cái kén lớn được ngưng tụ bởi năng lượng hỗn độn. Sau đó nói, tiền bối, có cách nào phá vỡ được nó không? Tôi đã thử rồi. Vạn Đỉnh Thiên lắc đầu, sức phòng ngự của cái kén này cực kỳ kinh người, ngay cả binh khí tế đạo cũng không thể phá vỡ được. Nếu dùng vũ lực, tôi sợ sẽ làm tổn thương người bên trong. Cậu yên tâm, chỉ cần hấp thu đủ sức mạnh, hoặc là đứa bé cảm giác được cơ thể mẹ đã an toàn, thì sẽ phá kén ra ngoài. Diệp Bắc Minh có chút lo lắng, đứa bé này mới lớn chừng nào? Còn chưa đến một tháng. Nếu tuân theo quy luật phát triển của con người, ước tính ngay cả phôi thai cũng chưa được hình thành. Phản ứng hiện tại lớn như vậy cũng quá sớm rồi. Một ý nghĩ xuất hiện, đưa cái kén hỗn độn này vào tháp càn khôn chấn ngục. Diệp Bắc, tiền bối. Hai người gần như nói cùng một lúc. Diệp Bắc Minh sửng sốt, Vạn Đỉnh Thiên khẽ mỉm cười, có chuyện gì? Cậu nói trước đi.
Diệp Bắc Minh thẳng thắn nói, tiền bối, có cách nào có được một binh khí đại đế không? Bất kỳ biện pháp nào cũng được. Phụt, Vạn Đỉnh Thiên vừa cầm tách trà lên, còn chưa kịp uống một ngụm đã trực tiếp phun ra. Kinh ngạc nhìn Diệp Bắc Minh, cậu nói cái gì? Binh khí đại đế, cậu muốn binh khí đại đế để làm gì? Diệp Bắc Minh không hề giấu giếm, kể lại toàn bộ câu chuyện một cách rõ ràng. Bao gồm cả việc hắn đến từ nhà tù số 7, việc để thủ giao trì, cùng nói ra hết. Quả nhiên, Vạn Đỉnh Thiên cũng không có gì quá ngạc nhiên, ngược lại nhìn Diệp Bắc Minh thật sâu và nói, Diệp Bắc Minh, từ lúc bàn tay đó xuất hiện, ta đã đoán được vài phần rồi. Trên đời này căn bản không thể có một đại đế còn sống, cho nên huyết đế chắc chắn là tử đế thi. Mà gần đây tôi có nghe được một chút về chuyện xảy ra ở nhà tù số 7. Cho dù cậu không nói, tôi cũng có thể đoán được thân phận của cậu, nhưng không ngờ cậu lại chủ động nói ra. Diệp Bắc Minh cũng nghĩ tới điểm này, thay vì giấu giếm, tốt hơn hết là thẳng thắn nói ra. Tiền bối có ơn cứu mạng với tôi, nếu tôi còn giấu giếm nữa, rõ ràng có chút tiểu nhân. Chỉ là, bây giờ, trong vòng một năm, nhà tù số 7 chắc chắn sẽ sụp đổ. Những người quan trọng nhất trong cuộc đời tôi đều ở bên trong. Cần phải có một binh khí đại đế mới có thể cứu họ. Vạn Đỉnh Thiên nheo mắt lại, Diệp Bắc Minh, không phải tôi đã kích cậu. Bên trong binh khí đại đế có lưu lại ý chí của đại đế lúc còn sống. Binh khí đại đế, cậu không thể cướp được, cũng không thể trộm đi được. Nếu cậu thật sự muốn có, chỉ có một cách. Cách gì? Hơi thở Diệp Bắc Minh trở nên gấp gáp, nhìn chằm chằm Vạn Đỉnh Thiên, chờ đợi đáp án. Vạn Đỉnh Thiên lắc đầu, bảo đế huyết chủng tộc chủ động cho cậu mượn. Diệp Bắc Minh giật mình, không phải là hắn chưa từng nghĩ đến cách này, nhưng người ta dựa vào đâu mà cho hắn mượn. Hắn nhíu mày, thứ đồ này dùng để tỏa trấn toàn bộ đế huyết chủng tộc, không thể nào dễ dàng cho người ngoài mượn. Vạn Đỉnh Thiên cười, là không thể dễ dàng cho người ngoài mượn, chứ không nói tuyệt đối không cho mượn phải không? Tiền bối, ý của ông là... Trong lòng Diệp Bắc Minh khẽ động. Vạn Đỉnh Thiên im lặng vài giây trước khi thốt ra một bí mật, Tử Vi đế tộc có một lão tổ ở cảnh giới tế đạo cấp 7, khi đột phá cảnh giới tế đạo. Cấp 8 thì thất bại. Bị thương cực kỳ nghiêm trọng, đã từng có một khoảng thời gian, tôi luôn sống trong Tử Vi đế tộc. Chỉ đáng tiếc, y thuật của tôi kém cỏi, không thể cứu người. Nếu có thể tìm được cách cứu mạng lão tổ cảnh giới tế đạo cấp 7 đó, nói không chừng Tử Vi đế tộc sẽ cho cậu mượn. Diệp Bắc Minh trong lòng suy tư. Quả thực là một cách. Tuy nhiên, y thuật của Vạn Đỉnh Thiên tốt hơn hắn rất nhiều. Trong thời gian này, y thuật của hắn gần như vẫn giữ nguyên, cũng không có thời gian để học thêm những y thuật cao thâm hơn. Người mà Vạn Đỉnh Thiên không thể cứu được, hắn có thể có cách gì chứ? Âm thầm lắc đầu, tiền bối, vừa rồi ông muốn nói gì với tôi? Diệp Bắc Minh đổi chủ đề. Vạn Đỉnh Thiên giơ tay lên, một quyển sách bằng ngọc xuất hiện trong lòng bàn tay. Toàn thân trong suốt như pha lê và vô cùng lộng lẫy. Tiền bối, đây là tóm tắt y thuật của tổ sư cổ xưa của Vạn Y Cốc, Thiên Y Thư, cuốn sách này gồm có vạn tướng, nó. Vạn Đỉnh Thiên còn chưa kịp nói hết câu, uỳnh một tiếng, toàn bộ Vạn Y Cốc chấn động kịch liệt. Sau đó, uỳnh 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 trừ một làn sóng năng lượng quét qua toàn bộ Vạn Y Cốc, khiến cát bay đá chạy. Diệp Bắc Minh, là ngươi giết con trai của ta, cuối cùng cũng tìm được ngươi rồi. Ngụy Vân trực tiếp xông vào, ba trưởng lão cảnh giới tế đạo cấp 6 Tuyết Đại Nham bước lên một bước, chặn ba hướng của Diệp Bắc Minh và Vạn Đỉnh Thiên. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 132.